đã có mặt trong buổi Zoom trưa này, và xin gửi lời chúc đến tất cả cô chú anh chị, đó chính là có một cuối tuần vui vẻ và gặp được nhiều điều tốt lành ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau, đó chính là gửi bông, gửi hoa, gửi tim để cho khởi động của chương trình chúng ta đã tràn ngập sự yêu thương, tràn ngập năng lượng đúng không ạ? Rất là cảm ơn chị Văn Hương là vừa mới vào đã thả rất là nhiều tim, nhiều hoa rồi ạ. Và các cô chú anh chị, mình đã hiện tại là chúng ta đang ở buổi thứ ba. Để mình có thể đây mình sẽ để màn hình ở đây để có thể tiện nhìn nhìn những cái gương mặt, và đặc biệt là nhìn những cô chú anh chị mình đang tương tác rất là nhiệt tình với Minh Minh như là chị Hiền Bùi Hiền này. Vậy thì các cô chú anh chị khác đâu ạ? Những anh chị mà đang trong Zoom thì chúng ta đang ở góc ngồi nào vậy ạ? Nếu như mà mọi người tiện nha. À, dạ vâng, em xin lỗi ạ. Nếu là nào thì mình xin lỗi nha. Vâng ạ, nếu như mà các cô chú anh chị mình đang có một góc ngồi đẹp, đang có một vị trí ánh sáng tốt, hay là đơn giản là mình đang tập trung vào Zoom này, thì mọi người có thể cho Minh thấy cái sự hiển hiển diện của mọi người không ạ? Mình muốn thấy là cái sự năng lượng của mọi người, muốn thấy gương mặt của tất cả các cô chú anh chị ạ. À, các anh chị, nếu như mà mình là người bỏ lỡ một buổi 1 và buổi 2 thì mình sẽ vào nhóm Zalo và nhóm Zalo của nhà cung cấp Phù Thái để chúng ta sẽ xin lại cái video bản quay lại ạ. Và các anh chị nào mà muốn học lại thì chúng ta cũng vào đấy để lấy nha mọi người. Vì hôm nay chúng ta đã là sang buổi thứ ba rồi. Buổi thứ ba rồi, nếu như mà cô chú anh chị nào hôm nay mới không may mình bỏ lỡ buổi 1, buổi 2 thì chúng ta cũng có thể xem lại buổi những buổi đấy, và hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành sang buổi thứ ba. Vậy thì các cô chú anh chị nào, người nào đã tham gia đầy đủ 3 buổi thì cho Minh Minh xem chữ tôi được không ạ? Ai đã tham gia đầy đủ 3 buổi cùng với phía BDB Phú Thái, tham gia đầy đủ đủ chuỗi đào tạo này thì điền cho Minh Minh chữ tôi đi ạ. Minh Minh xem cái năng lượng của mọi người. Nếu như mà mọi người không may mà mình bỏ lỡ hôm nay mình mất đi một buổi nào thì mọi người nhớ vào trong nhóm Zalo để xem lại nhá. À, chị Cam Thảo này, anh Văn Hương này và chị Trần Hằng này, những gương mặt quá là sáng giá đúng không ạ? À, rất là nhiều chị Ngọc Đào, chị Kim Trương này, rất là nhiều các anh chị đang tham gia ở đây, đang đồng hành ở đây, đã tham gia đầy đủ 3 buổi. Minh Minh xin gửi lời chúc đến tất cả những anh chị rất là chăm học. Mà mọi người có muốn biết là làm sao để các anh chị trong Dropti lại có một doanh số khủng, làm sao để các anh chị ý có thể nhanh lên được một vị trí, đó chính là mentor hoặc là những cái vị trí như cốt 3 sao mà chúng ta đang mong muốn đúng không ạ? Nếu như mọi người muốn thì điền cho mình chữ muốn đi để mình có thể bật mí chút chút một chút chút những cái gì mình biết là tại sao mà các anh chị nhanh lên như vậy ạ. À, có rất là nhiều anh chị đúng không ạ? À, đúng rồi, chúng ta rất là muốn những cái bí quyết đúng không ạ? Cái bí quyết ở đây thì thực sự nó là việc lặp đi lặp lại một việc, đó chính là việc học và làm. Chúng ta hãy cùng nhau comment, đó chính là học và làm nha mọi người. Các anh chị mình thấy là đặc biệt là các phong thái của các anh chị mentor ấy, các anh chị học ngồi học rất là nghiêm túc luôn, dành trọn vẹn cái thời gian ở trong Zoom là các anh chị luôn luôn là có một cái tờ giấy trước mặt này và một cây bút trước mặt này, để làm sao ạ, có kiến thức nào hay mình học lại, có phần nào mình chưa hiểu mình học lại. Và đặc biệt các anh chị cam kết bằng việc gì ạ, bật thẳng cái màn hình mình lên cho thấy đội nhóm, cho đội nhóm thấy là mình đang đi học đây, mình là một con người rất là chăm chỉ đây, và các anh chị mentor luôn luôn là những tấm gương. Vì vậy nên là các anh chị đang ở trong Zoom thì chúng ta cũng là tấm gương, không những là tấm gương học tập cho đội nhóm, và đặc biệt là chúng ta cũng cam kết với bản thân chúng ta là học hành chăm chỉ và ngồi đến cuối buổi Zoom ạ. Vậy thì hôm nay ai sẽ là người ngồi đến cuối buổi Zoom đây ạ? Ai là có một phong thái của một mentor đây ạ? Ai thì nếu như mà mọi người khẳng định là mình sẽ là có một phong thái của mentor đã, trước hết là mình đã có phong thái này, mình học hành chăm chỉ để ngồi đến cuối buổi Zoom, thì điền cho mình chữ tôi tiếp đi để mình khẳng định là ngày hôm nay một buổi trưa thứ bảy, một cái ngày mà chúng ta nghĩ là đây là một ngày nghỉ đúng không ạ, nhưng mà khi vào Dropti chúng ta tận dụng mọi thời gian luôn để chúng ta học và làm. Và rất là nhiều chữ tôi ở đây rồi, mình cũng thấy là cái tinh thần học của chúng ta là rất là năng lượng rồi ạ. Và bây giờ thì mình sẽ share lại chủ đề của 3 buổi cho mọi người. Nếu như mà ai bỏ lỡ buổi nào hay các cô chú anh chị muốn học lại buổi nào thì chúng ta có thể thấy ở trên màn hình đây không ạ? Chúng ta có 3 buổi, buổi 1, buổi 2, và hôm nay chúng ta lại đồng hành với nhau, đó chính là buổi 3. Và cái buổi 3 này thì mọi người phải nhớ là phải năng lượng hơn nữa nha. À, là buổi cuối cùng nhưng mà năng lượng thì phải gấp 3, gấp 4 lần lên người ạ. Vì hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với một mentor cực kỳ, chị là một người mình rất là hâm mộ, chị cực kỳ năng lượng, và mỗi lần chị bật zoom lên thôi là mọi người có thể thấy được cái năng lượng của chị toát ra rồi. Vì vậy đây là chúng ta sẽ điền thật nhiều chữ sẵn sàng để chúng ta làm sao ạ, để chúng ta khích lệ cái tinh thần của mình. Và ngoài ra thì bây giờ mình cũng sẽ share cho cô chú anh chị, đó chính là một cái chương trình kích hợp từ phía nhà cung cấp Phú Thái nhá.
và để theo dõi chương trình kích hợp này, chương trình kích hợp cùng BDB Phú Thái vượt giới hạn đặt mục tiêu và làm sao thì mọi người muốn hiểu thêm chi tiết về cái chương trình này và cũng hiểu cái thể lệ tham gia thì tất cả các chú anh chị mình hãy nhớ vào nhóm Zalo nhé và gửi link về cho đội nhóm nữa ạ. Nếu như mà cái buổi ba này mà ai mà bị lỡ mà không học được thì mình rất là tiếc đấy ạ. Tại vì cái buổi này là cái buổi hỗ trợ mọi người là làm sao để ra đơn, làm sao để bán hàng, làm sao để chúng ta biết cách tư vấn khách tư vấn sản phẩm cho khách hàng đúng không ạ? Vì vậy mọi người copy đường link về nha. Trong cái khoảng thời gian giao lưu này chúng ta hãy cùng nhau copy đường link này gửi về cho đội nhóm. Tận dụng thời gian rảnh của mọi người buổi trưa thứ bảy này là rất là nhiều cô chú anh chị rảnh. Chúng ta có thể gửi thẳng vào trong nhóm của mình. Ngoài ra chúng ta gửi chúng ta nên gửi là Zoom cá nhân luôn, gửi trực tiếp cho những cái thành viên trong nhóm luôn để chúng ta cùng nhau vào đây học. Và hơn thế nữa, chúng ta cũng toát lên cái tinh thần chăm chỉ học tập của mình là tấm gương mà mình cũng đã nói là chúng ta sẽ mang phong thái của những mentor nên là chúng ta hãy làm gương và gửi link về cho đội nhóm nhà mình nha. Và trong lúc mà chờ đợi mọi người gửi link Zoom này, vậy thì các anh chị đã chuẩn bị hết là giấy bút này, vậy thì góc ngồi đẹp chưa ạ? Mình thấy có không biết là có cô Cam Thảo đấy đây ngồi rất là gương mẫu, rất là một góc ngồi rất là đẹp đấy ạ. Nếu như mà mọi người tự tin về cái góc ngồi và vị trí của mình thì cứ bật hết cam lên nha để cùng nhau tỏa sáng. Và bây giờ mọi người sẵn sàng để bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay chưa ạ? Là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chủ đề của buổi 3 nha. Mọi người sẽ cùng nhau điền thật nhiều chữ SS cho cái khung chat này nó nổ lên đi ạ. Để mình có thể thấy cái năng lượng của mình mới mời được mentor của chúng ta lên chia sẻ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Nữa đi mọi người. Khoa tim này. Thật nhiều tim vào cái năng lượng của mọi người đâu. Cả mà hình lửa rực cháy luôn. Cháy hơn cả cái năng à, cái thời tiết của mùa hè đấy luôn ạ. Dạ vâng. Rất là cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu buổi 3. Kỹ năng đỉnh cao thuyết phục khách hàng. Và buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được giao lưu với cả mentor 3 sao, chị Dương Thủy, là một người rất là giỏi và trong dropy và cũng rất là đầy năng lượng. Và khi mà chị lên Zoom thì mọi người sẽ nhớ là chúng ta phải tương tác, phải chào thật nhiều nha mọi người. Thế bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hô tên chị mentor 3 sao Dương Thủy và chào thật nhiều tên chị lên để mình có thể mời chị ngay bây giờ ạ. Mọi người sẽ được cùng nhau này thao tác thật là nhiều nha. Và tại vì chúng ta phải năng lượng thì chị Dương Thủy thì nữa một lúc nữa mentor xuất hiện có thể mang thật nhiều kiến thức hay, thật nhiều kiến thức bổ ích cho chúng ta, làm sao giúp cho chúng ta bùng nổ doanh số của tháng năm này ạ. Ok, bây giờ thì đã thấy năng lượng của mọi người rồi. Ngay bây giờ đây thì Minh trân trọng kính mời mentor 3 sao Dương Thủy lên đây giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm cho các anh chị trong Zoom ạ. Em trân trọng kính mời chị ạ. Rồi, ok. Chào tất cả các anh chị, chào buổi trưa tất cả các anh chị. Cảm ơn MC Minh Minh. Bình thường thì em lên Zoom là hay là một mình nữa các anh chị. Hôm nay tự nhiên có MC Tiếp thế là Zoom ngang. Ok chào buổi trưa tất cả các anh chị. Các anh chị mình ăn trưa chưa ạ? Mình ăn rồi thì các anh chị mình đánh số 1 mà mình chưa ăn các anh chị mình đánh số 0 được không ạ? Rồi ok. Và thực sự thì cái phòng Zoom ngày hôm nay của chúng ta vẫn còn hơi vắng đúng không các anh chị? Phòng Zoom của em Thủy thì không vắng thế này đâu các anh chị. Ok ạ. Thế thì chúng ta hãy cùng share cái đường link này về cho đội nhóm của mình các anh chị nhé, đặc biệt là các anh chị người mới. Và em Thủy cam kết là khoảng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ em sẽ trao cho các anh chị rất là nhiều giá trị và các anh chị mình áp dụng ngay trong Zoom hoặc là các anh chị mình áp dụng là mình thực chiến có đơn luôn các anh chị nhé. Rồi ok, ở đây có những anh chị nào mà mình mới tham gia? không ạ, sinh nhật của em là hôm mùng 1 các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì các anh chị mình hãy nhanh chóng mình share cái đường link này về cho đội nhóm của mình cùng tham gia cái phòng Zoom ngày hôm nay nhé. Và cũng nhân đây thì em cũng xin phép được gửi lời cảm ơn nhà phát triển sản phẩm Phú Thái đã tổ chức một cái chuỗi chương trình kích hoạt kinh doanh dành cho các anh chị người mới, đặc biệt là các anh chị mình mong muốn kinh doanh các cái ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Phú Thái đúng không các anh chị? Rồi ok, ở đây những anh chị nào mà mình tham gia kinh doanh mới được khoảng tầm 1 tuần hoặc 2 tuần trở lại đây thì các anh chị mình đánh số 2 được không ạ? Còn những anh chị nào mà mình đã gặp em trước đấy rồi thì các anh chị mình đánh số 3 được không ạ? Những nào anh chị nào mà mình rất nhiều anh chị mới đúng không ạ? Rất nhiều anh chị mới. Ok, thế thì các anh chị mình đã ở một đúng phòng Zoom rồi. Và em cũng tin chắc rằng là các cái sản phẩm của Phú Thái cũng là những cái sản phẩm phễu rất là tuyệt vời để các anh chị mình lựa chọn các anh chị mình kinh doanh các anh chị nhé. Bởi vì thực sự với các anh chị là với những cái sản phẩm trước đây khi mà Dropy còn 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 nhỏ ấy, các anh chị còn mới ấy, thì những cái sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm và làm đẹp là những cái sản phẩm đầu tiên được founder của công ty lựa chọn để kinh doanh các anh chị, bởi vì là nó là có một cái size thị trường rất là lớn đúng không ạ? Thế thì nếu mà các anh chị mình loay hoay chưa biết chọn sản phẩm gì thì em tin chắc rằng những cái sản phẩm của Phú Thái sẽ hỗ trợ các anh chị rất là nhiều trong cái việc để các anh chị mình có được những đơn hàng đầu tiên.
Rồi, ok, cái nội dung này thì em cũng nó cũng không phải là mới với nhiều anh chị đâu ạ. Có anh chị nào mà mình đã tham gia cái nội dung này rồi trước đó không ạ? Có anh chị nào đã tham gia rồi không ạ? Hoặc là các anh chị tham gia rồi mà các anh chị không nhớ. Về kỹ năng thuyết phục khách hàng và đặc biệt là cái Zoom của em Dương Thủy thì các anh chị mình đã tham gia chưa? Nếu chưa tham gia thì các anh chị mình ngồi lại, còn đã tham gia rồi mà vẫn chưa nhớ lắm thì các anh chị mình lưu ý giúp em là cái thời gian của chúng ta là vàng là bạc các anh chị, cho nên chúng ta hạn chế. Chúng ta học đi học lại một chủ đề các anh chị nhé. Chúng ta học thì chúng ta học cho tới luôn. Cái cách mình làm một việc thì nó cũng chính là cái cách mình làm nhiều việc các anh chị, đúng không ạ? Mình làm và mình tập trung, giống như bản thân em ngày xưa em đi thi em không có cực đâu các anh chị, bởi vì là vào lớp là khi mà đi học em luôn luôn em ngồi bàn đầu. Không tranh được bàn đầu thì phải bàn số 2, số 3 các anh chị. Em học và em rất là chịu khó, em phát biểu rất là chịu khó, em xin ghi chép. Cho nên là đến kỳ thi thì em không có em không có phải là học và học học lấy học để các anh chị. Đó, thế cho nên là các anh chị mình đi kinh doanh thì cái việc học nó là rất là tốt, nhưng mà tránh cái trường hợp để chúng ta học không hiệu quả các anh chị nhé. À, thế thì sẽ có ba cái cấp độ học tập các anh chị. Có ba cấp độ học tập các anh chị nhé. Cấp độ học tập đầu tiên đó là học cho biết, có nghĩa là các anh chị mình nhìn thấy cái đường link Zoom, các anh chị mình cũng rảnh chả có thời gian, các anh chị mình cũng chả làm gì, hôm nay cuối tuần đúng không ạ, các anh chị mình vào cho biết đúng không, hay là thấy MC hay thấy em Thủy cũng ưa nhìn đúng không ạ, vào xem hai em này có ưa nhìn thật như trên ảnh không. Hay là các anh chị mình học theo một cái tâm thế là học học cho vui ấy các anh chị. Thế thì học như vậy thì thực sự nó rất là mất thời gian các anh chị nhé. Còn cái tâm thế học thứ hai đó là học để áp dụng. Thế thì với những anh chị người mới ấy, thì các anh chị mình tham gia học nghiêm túc để các anh chị mình áp dụng. Còn với những anh chị mà mình đã có đội nhóm của mình rồi ấy, những anh chị nào mà mình đã bắt đầu có những cái thành viên đầu tiên trong team của mình thì các anh chị mình đánh số 5 giúp em được không ạ? À? Thì các anh chị mình hãy học với tâm thế như thế này giúp em. Đó là học về để dạy lại anh chị. À, có anh chị nào đã có đội nhóm của mình chưa? Ít thế ạ? À? Hôm nay toàn anh chị người mới à? Ok, tuyệt vời ạ. À. Thế thì các anh chị mình hãy học với cái tâm thế đó là gì ạ? Học về để truyền đạt lại, các anh chị tâm thế là về để làm thầy của thầy ấy. Đúng này, về để làm thầy hoặc là về để làm thầy của thầy các anh chị. Cho nên là khi mà các anh chị mình học với tâm thế như vậy ấy, các anh chị mình sẽ phải học rất là nghiêm túc. Giống như bản thân em khi mà muốn lên một cái phòng Zoom như thế này để chia sẻ với các anh chị những cái kiến thức kỹ năng đúng không ạ? Thì em phải tìm hiểu rất là nhiều nguồn. Đúng không ạ? Em phải chủ động em học hỏi, em tìm tòi rất là nhiều nguồn, đúng không ạ? Và em đối chiếu để làm sao cái kiến thức của mình nó phải là gì ạ? Nó phải là kiến thức mà nó có cái độ chuẩn nhất định các anh chị, đúng không ạ? Đấy là cái lý do tại sao em luôn luôn ép mình, đúng không ạ, vào những cái buổi training huấn luyện đào tạo, bởi vì sao các anh chị? Như thế thì mình mới có thể là mình nghiêm túc mình nghiên cứu về một chủ đề nào đó, đúng không ạ? Thế cho nên khi mà các anh chị mình tham gia học tập thì các anh chị mình ghi chép lại giúp em. Và thực sự với các anh chị thì khi mà khoảng tầm 2 tháng đầu tiên em tham gia Dropy là em ghi dày trà 2 quyển sổ các anh chị. Và tất cả những cái slide hay những cái kiến thức mà em áp dụng vào trong cái việc kinh doanh của mình ấy, thì có thể bây giờ em ghi xuống em chưa có ngấm lắm đâu các anh chị. Nhưng mà dần dần trong quá trình kinh doanh của mình ấy, mình lật lại mình thấy ôi sao hay thế, đúng không nào? Thế thì những anh chị nào mình đã có sổ có bút rồi thì các anh chị mình giơ lên giúp em được không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta cũng không cần phải ghi chép quá nhiều đâu, tuyệt vời chị Lan Anh, Lan Anh tuyệt vời tất cả các anh chị rồi, ok tuyệt vời. Thế thì á, các anh chị mình ghi chép lại giúp em, chỉ cần ghi chép những cái keyword thôi, đúng không nào? Còn lại thì các anh chị mình tập trung mình nghe cái nào hay thì các anh chị mình vẽ theo cái kiểu mind map ấy, tránh trường hợp là mình cắm cúi mình viết xong tí ngẩng lên không biết là mình Thủy đã nói đến đâu rồi, đúng không anh chị? Rồi, ok, tuyệt vời, cảm ơn các anh chị. Bây giờ chúng ta đã có 100, gần 150 các anh chị. Mỗi một người mời thêm một người nữa là chúng ta có một phòng Zoom 300, đúng không các anh chị? Đó là sức mạnh của cấp số nhân. Và đó cũng là cái cách mà chúng ta đang vận hành cái kênh phân phối của mình, đúng không các anh chị? Rồi, ok, với một số anh chị, chính xác sơ đồ sân cá các anh chị. Cho nên là em học thì em không có quá cực cái việc ghi chép đâu các anh chị. Thực ra thì chữ của em chỉ mình em đọc được thôi. Nhưng mà nó hiệu quả. Ok ạ, cái cách mà mình ghi chép lại nó cũng cần phải có cái sự khoa học của nó các anh chị. Rồi, ok. Thế thì với một số những anh chị mà mình chưa biết đến em thì em xin phép khoảng tầm 30 giây để giới thiệu với các anh chị một chút. Em là Dương Thủy và hiện tại thì đã kinh doanh Dropy được gần 2 năm rưỡi rồi các anh chị. Và cái cơ duyên đến với Dropy đó là đỉnh dịch, chả có việc gì làm, lên mạng lang thang kiếm cái gì làm giết thời gian thì va phải Dropy. Và va đến tận bây giờ các anh chị. Rồi, và với cái công việc kinh doanh này thì hàng tháng cũng đều đặn mang lại một cái nguồn thu nhập tương đối là ổn định đối với em để có thể là trang trải cho cuộc sống các anh chị nhé. Thì hy vọng rằng các anh chị mình vào đây một cái môi trường rất là tuyệt vời rồi, có rất là nhiều sản phẩm rồi. Nói thật với các anh chị là bây giờ các anh chị mình không biết là ở đây có anh chị nào đã kinh doanh bên ngoài kia rồi chưa ạ? Nếu các anh chị đã kinh doanh bên ngoài kia rồi thì các anh chị mình sẽ vào đây, các anh chị mình sẽ rất trân quý Dropy. Bởi vì Dropy thực sự nó quá tinh gọn và nó giảm thiểu được cái rủi ro cho người kinh doanh các anh chị rất là nhẹ đầu, đúng không ạ? Và phần lớn những cái công việc không sinh công thì chúng ta không cần phải bắt óc chúng ta suy nghĩ, đúng không ạ? 90 ngày tốc chiến thì các cái nhà cung cấp họ là những cái người em thấy là họ là những người đau đầu nhất các anh chị. Đúng không ạ? Thiết kế khuyến mãi rồi thiết kế các cái chương trình này chương trình kia rồi hàng hết hạn hết đát không đẩy được thì có vấn đề như thế nào các thứ, đúng không ạ? Còn chúng ta là cứ làm sao các anh chị rung đùi đúng không ạ, rung đùi và lựa chọn sản phẩm đi tư vấn thôi. Thì em thấy thực sự đây là một cái mô hình kinh doanh quá tuyệt vời,
Cho nên các anh chị mình mới bước chân vào thì các anh chị mình hãy nghiêm túc trong tháng đầu tiên tìm hiểu thật kỹ về cái cơ hội của mình để làm sao trong cái quá trình các anh chị mình thực hiện nó có hơi khó khăn một chút xíu thì các anh chị mình không có buông bỏ các anh chị nhé. Bởi vì kinh doanh mà dễ thì ai cũng thành công hết rồi đúng không ạ? Nó cũng sẽ phải có những cái bước đầu để chúng ta học hỏi, chúng ta tìm hiểu. Ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ các anh chị mình đã sẵn sàng chưa? Các anh chị sẵn sàng rồi thì các anh chị mình đánh SS lên trên khung chat giúp em được không ạ? Để chúng ta bắt đầu cái nội dung ngày hôm nay các anh chị nhé. Phòng Zoom của em thì em mong muốn các anh chị mình có một cái sự tương tác với em rất là nhiệt tình các anh chị, thứ nhất là để đỡ buồn ngủ. Bởi vì cái thời điểm buổi trưa này nó rất là nhạy cảm các anh chị. Căng ra bụng trùng ra mắt ạ. Anh chị nào mà đang nằm ở giường vắt tay lên trán nghe em nói nghe một lúc thế nào lại mở mắt ra 3 giờ các anh chị. Xong rồi anh chị nào đang đu võng cũng thế. Đúng không ạ? Cho nên là các anh chị mình ngồi nghiêm túc và các anh chị mình ghi chép các anh chị nhá. Rồi ok, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Em xin phép được chia sẻ slide của mình. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những cái nguyên tắc vàng trong thuyết phục khách hàng. Có anh chị nào vào Dropy được một thời gian rồi mà chưa có đơn hàng nào không? Có anh chị nào vào Dropy mà chưa có đơn hàng nào không ạ? Thì các anh chị mình đánh số 0 nè. Đấy, nói chung với các anh chị thì mình cũng đừng quá sốt ruột. Các anh chị em vào Dropy khoảng 2 tuần em mới có đơn hàng đầu tiên, đơn bé bé tí tí các anh chị. Đúng không nào? Đó, thì làm sao các anh chị hơn 1 năm mà chưa có đơn hàng nghĩa là các anh chị chưa làm. Em cam kết với các anh chị như vậy. 3.000 sản phẩm từ đầu đến chân, từ tuyết quen đến răng, đúng không ạ? Cho đến lọn lăn nách, cho đến túi rác. Mà 1 năm các anh chị mình không bán được hàng nghĩa là vấn đề ở mình các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên là các anh chị mình nghiêm túc, các anh chị mình làm đúng đủ đều giúp em. Chứ đừng có ngày hôm nay nổi hứng lên thì đăng một bài, xong rồi mất hút. Đăng một bài nữa các anh chị nhé. Bán người nào thì bán các anh chị, bán người nhà càng tuyệt vời. Chúc mừng các anh chị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các anh chị mình đang mang đến những cái sản phẩm vô cùng chất lượng cho người nhà của mình. Chứ còn để cho họ lang thang đi ra bên ngoài kia mua thì thực sự em không biết với các anh chị là gì ạ. Họ mua những cái sản phẩm như thế nào và bao nhiêu phần trăm nó là chất lượng thực ở trong sản phẩm. Đúng không các anh chị? Đấy, nhưng ở Dropy thì ít nhất là các anh chị cực kỳ yên tâm về chất lượng sản phẩm. Đồng ý không các anh chị? Rồi, thế thì khi mà các anh chị mình kinh doanh mà các anh chị mình chưa có đơn, thứ nhất, một lý do có thể là do các anh chị mình làm chưa đủ đều. Đúng không ạ? Chưa đúng, chưa đủ, chưa đều đấy các anh chị. Thứ hai là các anh chị mình có thể là các anh chị mình đã tiếp cận được khách hàng rồi nhưng do mình thiếu kỹ năng. Đúng không ạ? Do mình thiếu nhiều cái yếu tố mà mình vẫn chưa quyết định chốt được đơn. Có nhiều anh chị ngày xưa em bị một cái vấn đề đó là gì ạ? Khi mà em đăng bài rất nhiều người hỏi các anh chị. Nhưng mà hỏi chán chê xong thì người ta sẽ nói thế nào các anh chị? Ừ, để chị suy nghĩ có gì chị báo lại em sau. Có ai bị trường hợp này không? Thì các anh chị mình đánh số 4, 4 là tử đấy các anh chị. Thì cũng là do sai lầm của mình thôi ạ. Và thực sự là bây giờ thì để một khi mà ai mà đã nhắn tin cho em là sản phẩm này thế kia là rất là khó để mà thoát khỏi tay em các anh chị. Bây giờ cái kỹ năng của mình nó lên rồi. Đúng không nào? Cái trình của mình nó lên rồi các anh chị. Chứ ngày xưa là em bị như vậy rất nhiều. Bởi vì về cơ bản chúng ta không sinh ra để đi kinh doanh ngay các anh chị. Cho nên cái việc các anh chị mình vấp phải sự từ chối nó là chuyện bình thường, là cái chuyện tất lẽ dĩ ngẫu các anh chị. Đúng không nào? Nhưng mà ở kinh doanh thì nó có một cái điều rất là tuyệt vời như thế này là càng nhiều sự từ chối thì các anh chị mình càng có cơ hội có nhiều sự đồng ý. Bởi vì bởi vì đi kinh doanh đó là đi tìm kiếm sự từ chối mà các anh chị. Vì cái sự từ chối nó đồng thuận với cái việc cái cuộc gặp. Đúng không ạ? Cái lượng mà tư vấn các anh chị mình bỏ ra. Cho nên cái lượng từ chối nó sẽ tỷ lệ thuận với lượng đơn hàng. Cho nên nhiều anh chị vào đây nói là gì? Em ơi, chị tư vấn nhiều lắm rồi mà chị chẳng được đơn nào. Cho nên chắc là chị không phù hợp với công việc kinh doanh này. Nên chị thôi, chị không làm nữa. Em mới hỏi là kinh doanh tư vấn nhiều lắm rồi là mấy người? Thì họ nói 5 người rồi em, hẳn 5 người rồi. Thì em nói thật với các anh chị là 5 người là bằng một cái lượng người em tư vấn trong một ngày. Anh chị. Đúng không ạ? Thế nên nếu mà chúng ta được một cái tỷ lệ 10% là chúng ta tư vấn 10 người chúng ta mới chốt được một đơn cơ mà. Đúng không nào? Thế cho nên các anh chị mình và những cái người từ chối không phải là người ta từ chối là người ta thôi luôn các anh chị. Có thể là người ta từ chối bởi vì ngay lúc đó người ta chưa có nhu cầu hoặc ngay lúc đó người ta chưa có kinh tế. Đúng không các anh chị? Hoặc ngay lúc đó người ta còn cần thời gian người ta tìm hiểu thêm nữa. Thế thì trong cái việc người ta từ chối nó cũng lại có rất là nhiều nguyên nhân các anh chị. Thì các anh chị cũng lại được huấn luyện trong kinh doanh Dropy. Cho nên Dropy kinh doanh cho các anh chị cực kỳ đóng gói cho các anh chị về kiến thức kỹ năng rất bài bản, chỉ sợ các anh chị mình không học thôi. Quy trình bán hàng có này, quy trình xử lý từ chối có này, đúng không nào? Kỹ năng thuyết phục khách hàng có này, đúng không các anh chị? Đào tạo huấn luyện cho các anh chị về kiến thức sản phẩm có này, đúng không các anh chị? Cả những cái buổi mà mượn sức của những chuyên gia để cho các anh chị mình chốt đơn, chỉ có cái vấn đề là chúng ta làm không đủ nhiều thôi, đúng không nào? Cái bằng chứng đó là sao ạ? Trên app người ta nổ đơn ở mầm mà mình không nổ được đơn. Đâu phải là lỗi ở Dropy đâu. Các anh chị đồng ý với em chỗ này không ạ? Đồng ý với em chỗ này thì các anh chị mình đánh số 3 để chúng ta cùng cái hệ quy chiếu với nhau nhé. Ok không ạ? Thế thì ngày hôm nay thì em sẽ giúp các anh chị làm sao cho các anh chị mình cải thiện được cái chất lượng, cái cuộc bán hàng của chúng ta các anh chị bằng những cái nguyên tắc vàng chúng ta cần phải tuân thủ trong thuyết phục khách hàng các anh chị. Rồi ok ạ. Thế thì cái nguyên tắc đầu tiên của chúng ta đó là tin cậy.
viết to cái chữ tin cậy lên giúp em. Được chưa? Sẽ không ai người ta ra quyết định mua hàng cho chúng ta khi họ không tin chúng ta các anh chị. Tin cậy các anh chị, viết vào sổ các anh chị nhé. Viết vào sổ giúp em và có thể tương tác lên trên khung chat để chúng ta nhớ. Thế thì làm thế nào để thu hút được cái sự tin cậy của khách hàng các anh chị? Thế thì bây giờ có một cái vấn đề như thế này các anh chị nhé. Xưa nay các anh chị đang là giáo viên, xưa nay các anh chị mình đang là công nhân, xưa nay các anh chị mình đang là thợ may, đúng không? Họ biết đến các anh chị với một cái thương hiệu như vậy. Ví dụ ngày xưa em làm mà, các anh chị mình đừng vẽ vào trong cái màn hình của em nhé. Vẽ là em cứ tắt đi, em bật lại là hết ngày đấy các anh chị. Rồi, thế thì ngày xưa khi mà em còn làm quản lý khách sạn đấy các anh chị, người ta gọi em là gì? Người ta gọi em là thủy khách sạn. Và em làm Droppy thì đầu tiên người ta vẫn gọi em là thủy khách sạn các anh chị, cho đến tận 2 năm sau thì bắt đầu người ta mới thấy em làm lâu quá, đúng không ạ? Em lì quá thì bắt đầu là người ta dần dần người ta chuyển chuyển cái thương hiệu của mình thành thủy Droppy các anh chị. Thế thì cũng tương tự với cái việc các anh chị mình đi kinh doanh, những cái thời điểm đầu tiên các anh chị kinh doanh sẽ rất là khó có đơn hàng, bởi vì người ta tự nhiên người ta thấy là bà Thủy này tự nhiên đang làm giáo viên, bây giờ lại đi bán cái gì ở trên mạng, chả biết nhặt hàng ở đâu về bán, đúng không nào? Chả biết bán từ bao nhiêu lâu, chả biết có ai mua chưa, có đúng không các anh chị? Có đúng không ạ? Cho nên thời gian đầu tiên ấy, việc các anh chị mình chưa bán được hàng nó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái câu chuyện kinh doanh ở Droppy, chúng ta không có lo hàng hết đát, chúng ta không có lo hàng bị hết mốt, chúng ta không có lo hàng là tồn vốn các anh chị, đúng không? Cho nên chúng ta đừng có bị cái tâm lý là quá vội vàng, là tôi phải kiếm được 5-10 triệu từ tháng đầu tiên ngay các anh chị, đúng không ạ? Có những người vào đây họ kiếm được như thế ngay lập tức các anh chị. Nhưng nếu các anh chị mình nhỡ may mà các anh chị mình không kiếm được ngay, xưa nay các anh chị mình cũng không có nhiều mối quan hệ, các anh chị mình cũng rụt rè, các anh chị mình cũng không có kỹ năng bán hàng, các anh chị mình cũng không ra ngoài kia, các anh chị mình giao bao nhiêu, đúng không ạ? Bởi vì nó là cái hệ quả của cái quá trình mình gieo trước đó mà. Những cái người mà họ giống như là chị răng thía chẳng hạn, chị up lên một cái máy rửa bát, chị bán ngày 3 cái, các anh chị bán được thế không? Nhưng mà bởi vì chị răng thía đã dành khoảng 40-50 năm cuộc đời của chị ý để làm gì ạ? Để giao ban, để đi lan tỏa, để đi xây dựng cái thương hiệu của chị xưa nay, là một cái người nói một là một, nói hai là hai, đúng không ạ? Kinh doanh mà với cả cái uy tín cá nhân của mình, đồng ý không các anh chị? Thế cho nên ngay bây giờ nếu các anh chị mình chưa bán được hàng, có nghĩa là xưa nay họ cũng không biết các anh chị mình có kỹ năng hay kiến thức gì về bán hàng, mà tự nhiên bây giờ bán hàng họ chưa tin tưởng các anh chị đâu. Đồng ý với em chỗ này không các anh chị? Cho nên chúng ta cần một cái quá trình chúng ta vun đắp, chúng ta show cho người ta thấy là tôi nghiêm túc, đúng không ạ? Chúng ta show cho người ta thấy là tôi có một vài đơn hàng đây, chúng ta show cho người ta thấy là đều đặn tôi đập hộp, tôi check in khách hàng, tôi gửi feedback cho tôi đây, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa các anh chị mình phải thuyết phục với người ta bằng một cái tính chuyên gia các anh chị, đúng không ạ? Vì khi mà các anh chị mình tư vấn một cái sản phẩm sữa chẳng hạn đi, đúng không, mà cái kiến thức của các anh chị về sữa còn tệ hơn cả cái người mẹ bỉm, thì các anh chị mình có tư vấn được cho người ta không? Người ta quay mòng mòng một lúc là các anh chị mình gãi đầu gãi tai rồi thì tư vấn được cho người ta không các anh chị? Nó kinh doanh nó không khó, nhưng mà để mà dễ quá thì nó không có dễ quá đâu các anh chị, đúng không ạ? Đó, đấy là lý do tại vì sao khi các anh chị mình mới vào kinh doanh Droppy, các anh chị mình cẩn thận lựa chọn sản phẩm 3-4 sản phẩm thôi, và các anh chị mình tìm hiểu thật sâu thật kỹ. Bản thân các anh chị mình phải là khách hàng khó tính nhất, đúng không nào? Tiếp theo là cái sự hiểu biết của các anh chị. Cái sự hiểu biết của các anh chị không chỉ đơn thuần là về sản phẩm của các anh chị đâu. Và em tâm sự với các anh chị là khi mà em mới vào, em thấy có một anh 10 là anh Trần 10, anh bán một tháng được 13 con robot các anh chị. Thế thì lúc đấy thì mọi người cũng rất là tò mò, không hiểu tại sao cái anh này anh có thể bán được nhiều robot thế. Thế thì mới mời anh ấy về chia sẻ một cái buổi 5 giờ sáng các anh chị. Thì anh mới nói là gì? Anh không những anh có kỹ năng kiến thức về kỹ sư, anh là kỹ sư các anh chị. Anh mua con robot về, anh mở tung tóe ra, anh kiểm tra, anh ấy khám phá các anh chị, đúng không nào? Đấy. Và anh không những biết về các con robot rất là kỹ, mà anh ấy còn biết về các cái con robot bên ngoài thị trường các anh chị. Anh ấy còn biết kiến thức về rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau các anh chị. Anh ấy còn biết là sắn chó, sắn mèo, rồi là trẻ con khi mà nó bò ở trên mặt sàn mà nó liên dính phải những cái sắn chó, sắn mèo như thế. Các anh chị thực sự là gì ạ? Những cái điều mà anh nói ra bắt đầu tất cả mọi người mới qua. Thực sự là để mà bán được mấy con robot thì đúng là do là anh ấy rất là xịn. Đúng không các anh chị? Thế mà bắt đầu mọi người sẽ học tập theo. Hay là có một chị Lương ở team em cũng vậy. Chị đến nhà khách hàng, các anh chị không bán hàng gì hết. Các anh chị chỉ sang chơi thôi. Nhưng mà chị bắt đầu chị để ý, chị tìm hiểu xem nhà này mấy tầng, nhà này có trẻ con không, nhà này có nuôi thú cưng hay không, thế các anh chị, nhà này có dây dợ loằng ngoằng hay không, rất là kỹ lưỡng các anh chị, đúng không nào? Thế thì lúc này mình mới chốt được đơn với khách chứ. Và tiếp theo, nếu mà cái tính chuyên gia thì chúng ta cần cái thời gian để chúng ta vun đắp, đúng không ạ? Có phải tự nhiên bây giờ các anh chị trở thành chuyên gia sắc đẹp không, hay các anh chị mình tự nhiên trở thành chuyên gia giảm cân không? Chưa đâu các anh chị, chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta bồi đắp các anh chị. Thế thì
cái sự chuyên gia và cái tính hiểu biết của các anh chị nó cần thời gian, nhưng cái trải nghiệm của các anh chị có thể xây dựng trong vòng nửa tháng, một tháng các anh chị. Cái trải nghiệm ở đây là gì ạ? Là cái trải nghiệm của các anh chị khi các anh chị mình sử dụng sản phẩm chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn như bản thân em dùng Release YC đúng không ạ? Em có hay trêu anh Thắng là chị, em bắt đền anh em uống Release YC để trắng mặt thôi mà tự nhiên em trắng toàn thân. Đúng không các anh chị? Thì cái trải nghiệm của bản thân mình nói ra mình rất là tin các anh chị. Giống như cái việc mà mình yêu một cái người phụ nữ hay một cái người đàn ông ấy các anh chị. Mình nói ra với một ánh mắt lấp lánh đúng không ạ? Với một cái gương mặt rạng rỡ các anh chị. Thì người ta tin đấy là mình yêu họ. Nhưng mà nếu mà mình nói là gì ạ? Tôi yêu vợ tôi lắm nhưng mà cả đời chả thấy bạn bè, chả nhìn thấy vợ đâu. Vợ suốt ngày ở trong góc nhà đúng không các anh chị? Đấy, nhắc đến vợ thì mặt cau mày có. Thế thì bảo là yêu vợ lắm thì người ta có tin không các anh chị? Đấy, thì cái trải nghiệm các anh chị mình có thể rất là dễ dàng để các anh chị mình sử dụng nó để các anh chị mình thuyết phục khách hàng của mình, các anh chị nhé. Kinh doanh bằng chính cái trải nghiệm của mình là cực kỳ dễ. Đồng ý không ạ? Bởi vì lúc này mình nói bằng tình yêu. Đúng không ạ? Mình nói bằng tình yêu các anh chị. Rồi tiếp theo nữa là gì? Cần phải có một cái sự trung thực cần thiết các anh chị. Trung thực cần thiết ở đây là gì ạ? Những cái ông mà em thấy các anh chị mình để ý là những cái người mà suốt ngày mà mặc vest xong rồi lên TikTok xong rồi nói chuyện là kiếm tiền vài chục và kiếm tiền 9 con số rồi là 10 con số hay là chia sẻ bí kíp này bí kíp kia, người ta toàn nói được lùi gà đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Hay là người ta toàn nói là võ mồm đấy các anh chị đúng không ạ? Bởi vì nó không có cái sự trung thực cần thiết các anh chị. Họ nói quá nhiều thứ. Thế thì trong kinh doanh của các anh chị ấy, ví dụ chẳng hạn có ai đó nói với em là gì? Em ơi, chị dùng cái Release YC đó thì nó là mờ nám đấy thì nó có khỏi được hẳn nám không em? Thì em nói thật với người ta luôn, em nói thẳng với người ta luôn. Trước khi mà em nói với người ta thì em sẽ yêu cầu họ chụp lại da đúng không ạ? Em khai thác xem cái lịch sử da của người ta như thế nào đúng không anh chị? Đó, xem là nám của nó là thuộc lại nám gì đúng không anh chị? Chân nông, chân sâu hay là nám mảng hay là do nội tiết tố đúng không anh chị? Mình phải biết được nguồn cơ và mình phải biết là cái lịch sử người ta xử lý nám như thế nào rồi. Đúng không anh chị? Đấy. Thế cho nên ấy, đôi khi các anh chị mình cần phải có một cái sự trung thực cần thiết. Mình nói luôn, em nói thật với chị để mà những cái người cam kết với chị là nám khoảng 100% là bốc phét các anh chị. Đúng không? Đấy, thì cái sự trung thực cần thiết của mình thực sự là đôi khi nó mang lại được cái uy tín cho mình rất là nhiều. Mình hay nói cái câu là gì? Mặc dù. Đúng không ạ? Xong rồi lại nhưng. Có nghĩa là gì ạ? Cái mặc dù là cái sự trung thực của mình nhé. Cái nhưng là mình bắt đầu mình lại nói tốt về sản phẩm lên, các anh chị mình hình dung chỗ này không ạ? Đó, thì đôi khi cái sự trung thực cần thiết nó rất là quan trọng. Đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn các anh chị mình đi lan tỏa công việc kinh doanh Dropy đi chẳng hạn, các anh chị mình nói là sao? Tôi mới vào kinh doanh Dropy được 1 tháng thôi. Mặc dù tôi mới vào kinh doanh Dropy được 1 tháng thôi, tôi cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm gì cả. Đúng không ạ? Cũng chẳng biết bán hàng gì đâu. Nhưng mà tôi kiếm được 2 triệu đây này. Mình nói rất là rõ ràng là tôi kiếm được tháng đầu tôi kiếm được 2 triệu. Chứ không phải các anh chị mình đi vẽ ra đúng không ạ? Các anh chị mình chả kiếm được đồng nào, các anh chị mình đi lấy kết quả của ngày này người kia 5-60 triệu. Xong các anh chị mình quảng cho người ta, ai người ta nghe các anh chị. Đúng không nào? Thì các anh chị mình cứ trung thực. Các anh chị, một cái sự trung thực cần thiết thì đôi khi nó lại rất là chiếm cái lòng tin của khách hàng. Các anh chị mình để ý xem có những cái người review bây giờ ấy, người ta chê trước các anh chị. Người ta chê những cái nhỏ nhỏ trước ấy ạ. Sau đó là người ta khen sau. Thì nghe nó chân thực hơn không? Nó chân thực hơn không các anh chị? Đúng thế không ạ? Đúng thế thì các anh chị mình đánh số 6 giúp em. Mình sẽ tìm cách mình chê nhẹ trước các anh chị. Đúng không ạ? Sau đó mình khen sau. Ok chưa ạ? Các anh chị mình hiểu cái chỗ này không ạ? Thế thì để mà các anh chị mình nâng được cái sự tin cậy của khách hàng đối với mình, thì khi mà các anh chị mình tiếp cận người ta ấy, người ta luôn luôn ở một trạng thái bật chế độ đề phòng các anh chị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bây giờ là gì? Không phải 100 người bán vạn người mua mà là gì? 100 người mua vạn người bán các anh chị. Các anh chị nhìn quanh có phải ai cũng đi bán hàng không? Đúng không ạ? Thế cho nên nếu mà các anh chị mình giống như cái người bán hàng ngoài kia, các anh chị không bán được hàng cho người ta đâu. Đúng không nào? Thế thì khi mà các anh chị mình tiếp cận một ai đó mà bản thân các anh chị là người kinh doanh, là người bán hàng, thì thường là người ta sẽ bật cái chế độ là gì? Anh tiếp cận tôi để bán hàng cho tôi chứ gì. Đúng không? Đấy là lý do tại sao với nhiều anh chị mà mới vào Dropy em hay khám cái Facebook trước. Em hay khám cái Facebook trước. Nếu mà Facebook mà dưới 1.000 bạn là em chưa cho đăng bài bán hàng, các anh chị đấy là riêng team em. Bởi vì ao không có cá thì câu làm sao được cá mà bán. Mà nếu mà đã cố tình mà đi thả mồi rồi là cá nó sợ nó không vào ao nữa các anh chị. Đến lúc mà mình bắt đầu mình đăng bài không bán được rồi, lúc này mới chị nghe lời Dương Thủy là thôi bây giờ đi kết bạn thì đi kết bạn. Có ai người ta đồng ý không? Bởi vì bắt đầu người ta kết bạn cái người ta vào trang mình cũng rồi dày tra toàn đăng bài bán hàng thôi kết bạn để bán hàng cho tôi chứ gì đúng không? Đó các anh chị nhá. Thế cho nên á, khi mà người ta đã các anh chị mình tiếp cận với người ta đôi khi là gì ạ? Các anh chị mình cũng chả bán hàng đâu nhưng người ta tự nhiên người ta có một cái cảm nhận đó là gì? Tiếp cận tôi để bán hàng cho tôi chứ gì? Tại sao lại tốt với tôi như thế đúng không ạ? Đấy, giống như việc là gì ạ? Sài Gòn Xanh đi dọn rác ấy các anh chị.
làm những cái việc tuyệt vời như thế, hay là Thùy Tiên đi làm những cái việc tuyệt vời như thế, Hờ Hen Ye làm những việc tuyệt vời như thế, người ta vẫn lên, người ta phàn nàn được các anh chị, người ta vẫn nói là làm màu các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên cuộc sống bây giờ em thấy là nó cũng khá là tiêu cực đấy. Nhưng mà cái này mình không cấm được người ta các anh chị, mình không cấm được người ta. Thế thì mình chỉ cần làm tốt việc của mình thôi. Đúng không nào? Họ nghi ngờ mình có cấm được họ nghi ngờ không các anh chị? Không. Đúng không ạ? Thế thì cái việc mình làm tốt đó là gì ạ? Mình làm cho cái mức độ nghi ngờ của họ giảm xuống, đúng không ạ? Để cho họ tin cậy mình, họ mở lòng với mình. Thế làm nào để họ mở lòng với mình? Lúc này các anh chị mình phải thể hiện cho người ta thấy là cái lợi tôi mặc dù tôi bán hàng cho anh đấy, nhưng mà tôi tôn trọng cái lợi ích của anh hơn cái lợi ích của bản thân tôi. Có nghĩa là ví dụ chẳng hạn như em bị vấn đề đau cổ vai gáy chẳng hạn, hoặc là ai người ta đang bị nám chẳng hạn, đúng không ạ? Hay ai người ta đang bị nội tiết tố chẳng hạn, thì cái việc em bán hàng cho họ, em thực sự với các anh chị là gì, tiền ai cũng thích các anh chị, nhưng mà em luôn luôn quan điểm một cái điều là gì, nếu mà cái sản phẩm đó không thực sự xử lý được vấn đề cho họ thì em sẽ không tư vấn, đúng không nào? Đấy thì mình luôn luôn mình nghĩ rằng là gì, à tôi muốn giúp anh giải quyết được cái vấn đề đó, à đương nhiên là tôi giúp anh giải quyết vấn đề thì tôi sẽ kiếm được tiền, đúng không các anh chị? Đấy, thế cho nên là lúc này các anh chị mình phải cho người ta nhìn thấy được là gì ạ? Tôi đang đặt lợi ích của anh trên lợi ích cá nhân tôi. Thì lúc này người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ cảm được các anh chị. Khách hàng họ thông minh lắm các anh chị. Nếu mà các anh chị mình đi sang nhà hàng xóm, xong rồi trong đầu các anh chị nghĩ là gì ạ? À ngày hôm nay là phải lùa được bà này, đúng không ạ? Phải lừa được ông kia, chốt một cái đơn hàng để mình kiếm được 500.000 tiền lãi. Họ biết ngay các anh chị. Bởi vì lúc này cái tâm thế của các anh chị đi xin mà. Đúng không ạ? Chân các anh chị mình đánh lô tô. Mắt mắt thì nhìn ngang ngó dọc các anh chị, đúng không ạ? Nghe người ta nói thì cứ chỉ rình rình, là lúc nào mà người ta không nói thì mình nhảy vào mình tư vấn bán hàng thôi, các anh chị họ biết hết các anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà các anh chị về với một cái tâm thế là mang tìm kiếm cái giải pháp cho khách hàng thì cái tâm thế nó khác các anh chị. Tâm thế của các anh chị là tâm thế cho đi, mặc dù các anh chị mình bán hàng nhưng mà đôi khi nó thành như không bán các anh chị. Ok chưa ạ? Rồi thế thì á, để mà có thể là làm được cái điều này thì các anh chị mình cũng cần phải làm sao, các anh chị cũng cần phải thực sự xem lại, đúng không ạ? Thứ nhất là các anh chị mình cần phải xem lại xem liệu rằng là cái sản phẩm các anh chị mình kinh doanh có thực sự đủ tốt hay không. Các anh chị mình có thể tham khảo cái feedback, đúng không ạ? Những cái comment, những cái feedback, những cái sự chia sẻ của các bestseller chẳng hạn, thì các anh chị mình nuôi dần cái niềm tin của mình lên. Các anh chị mình tham gia những cái chương trình huấn luyện, những cái chương trình mà để nhà cung cấp họ trình bày về sản phẩm của họ, đúng không ạ? Nguồn gốc xuất xứ, tất cả mọi thứ để các anh chị mình nuôi dần cái niềm tin của sản phẩm lên. Lúc này các anh chị mình đi ra ngoài, các anh chị mới có thể cam kết được. Đồng ý không các anh chị? Rồi, thế thì cái nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc tin cậy. Anh chị mình lưu ý lại giúp em cái nguyên tắc này các anh chị nhé. Không có niềm tin là không có gì cả. Ok chứ các anh chị? Nếu các anh chị mình không có niềm tin, ngày hôm nay em Thủy mang đến cho các anh chị mình một cái giá trị nào đó, các anh chị mình sẽ không ngồi ở đây. Đúng không? Đúng không ạ? Cho nên các anh chị mình sẽ phải có một cái niềm tin nào đó để các anh chị mình ra quyết định làm cái việc gì đấy các anh chị. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa. Đó là nguyên tắc cam kết các anh chị. Thì sẽ có ba cái bí kíp để các anh chị mình kinh doanh thành công. Đó là cam kết và cam kết. Em kinh doanh em cam kết rất mạnh anh chị, và em không kinh doanh tràn lan. Mặc dù em trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm, nhưng có những sản phẩm họ buộc, nó buộc với người này nhé, có nghĩa là nó hiệu quả với chị Hải Vân chẳng hạn, nhưng nó không hiệu quả với em cũng không mượn được cái trải nghiệm của chị Hải Vân để em đi bán anh chị. Cho nên những cái sản phẩm nào nó thực sự nó hiệu quả với em thì bắt đầu em chia sẻ, và em chia sẻ rất mạnh miệng anh chị. Em chia sẻ rất mạnh miệng và em cam kết rất sâu. Có nghĩa em nói luôn là gì? Cầm về dùng đi. Trong vòng nhiêu đây thời gian 2 tuần, 3 tuần. Đúng không ạ? Làm đúng theo sự hướng dẫn của em, phải có cái từ này các anh chị nhé. Làm đúng theo sự hướng dẫn của em. Có nghĩa là cam kết và cam kết ngược đấy các anh chị. Làm đúng theo sự hướng dẫn của em mà không hiệu quả, em cho hoàn lại. Các anh chị mình dám làm thế không ạ? Nhưng mà em dám đấy các anh chị, nhưng chưa ai trả được hàng lại cho em. Em cam kết rất mạnh nhưng mà chưa ai có mang hàng đến và trả vào cửa nhà em cả các anh chị. Ok chưa? Đó, thì cái mức độ cam kết khi mà các anh chị mình chốt đơn mà họ còn lấn cấn ấy, đúng không ạ? Họ còn suy nghĩ ấy, thì các anh chị mình chỉ cần ẩn một cái ngón tay nhẹ nhẹ bằng cái việc các anh chị mình cam kết thôi là họ sẽ ra quyết định rất nhanh chóng các anh chị. Ok chưa các anh chị? Thế thì các anh chị mình cũng phải có lan cam kết. Đúng không nào? Rồi, thế thì á, để mà các anh chị mình có thể cam kết, các anh chị mình phải nuôi cho em ba cái điểm 10 sau đây. Điểm 10 đầu tiên là điểm 10 về sản phẩm. Các anh chị mình đã biết gì về những cái sản về cái hệ sinh thái sản phẩm của Phú Thái rồi? À, các anh chị mình thích cái sản phẩm nào trong hệ sinh thái của Phú Thái, các anh chị mình đánh lên trên group chat giúp em được không ạ? Mình đã biết là chúng ta có những cái siêu phẩm xịn sò gì chưa? Biết chưa các anh chị? Chúng ta có Release YC đúng không ạ? Thị trường mà trắng da, xóa nám và đào thải độc tố nó cực kỳ lớn các anh chị. Nó cực kỳ lớn luôn. Đúng không nào? Và hai cái thành phần là vitamin C
Và glutathione ở trong cái sản phẩm Daily Quercetin nó quá đỉnh anh chị. Mà nó còn giúp chúng ta thải độc tố nữa anh chị. Chính xác, Eposoft cũng rất tuyệt vời, nó xử lý hỗ trợ vấn đề về nội tiết tố đúng không nào? Cái sản phẩm dầu gội phủ đen ấy các anh chị, dầu gội phủ cái sản phẩm I Glow Hair các anh chị rất tuyệt vời, mẹ em dùng và mẹ em khen lắm. Đúng không ạ? Đấy, hay là cái bộ dầu gội trị gầu ấy các anh chị, à xin lại trị gầu, bộ dầu gội mà ngăn rụng tóc ấy các anh chị. Anh xã nhà em dùng mà bây giờ anh xã nhà em chỉ có mê cái sản phẩm đấy thôi. Và đợt vừa rồi ấy, anh chị về về nước chơi và mang 4 bộ về để tặng anh chị. Mua 4 bộ về nước để tặng. Đó, thì các anh chị mình phải hiểu, mình phải luôn luôn có bồi đắp cái điểm 10 về sản phẩm, nó tụt xuống 9 là các anh chị mình đưa lên 10 ngay. Ví dụ chẳng hạn trong một cái nhóm nào đó người ta phàn nàn về sản phẩm thì các anh chị mình cũng phải nghe ngóng xem là nhà cung cấp họ trả lời như thế nào. Các anh chị mình hoàn toàn có thể chất vấn nhà cung cấp các anh chị nhé. Bởi vì các anh chị mình được tương tác trực tiếp với nhà phát triển sản phẩm mà. Đúng không nào? Đó, thì các anh chị mình hãy luôn luôn củng cố cái điểm 10 của mình, đừng để nó tụt xuống 9, 9 điểm rưỡi cũng không được. Ok chị ạ, tiếp theo là điểm 10 về công ty. À, Phú Thái được thành lập từ bao giờ? Từ 2009 đến bây giờ các anh chị. Các anh chị mình thấy như trên thị trường những cái doanh nghiệp nào mà họ tồn tại trên 10 năm. Đúng không ạ? Là những cái doanh nghiệp là nằm trong cái top là 5% đấy các anh chị. Đúng không ạ? Họ tồn tại trên 10 năm trên thị trường khốc liệt như vậy các anh chị nhé. Và họ là một cái công ty về dược phẩm. Đúng không nào? Đó. Và doanh số của họ bùng nổ rất là nhiều và họ kinh doanh rất là nhiều kênh ở bên ngoài kia chứ không chỉ riêng mình Dropy các anh chị nhé. Ok chưa các anh chị? Và tiếp theo nữa là điểm 10 về bản thân các anh chị. Bản thân các anh chị phải tin các anh chị là những người kinh doanh tử tế. Đúng không ạ? Các anh chị mà mình quan tâm đến sản phẩm của Phú Thái thì các anh chị mình tham gia vào các nhóm hỗ trợ. Ban tổ chức chương trình họ có gửi đấy ạ. Thì các anh chị mình chủ động, các anh chị mình follow những cái chương trình hỗ trợ tiếp theo. Ví dụ những cái phòng Zoom huấn luyện sâu về sản phẩm chẳng hạn. Ok chưa các anh chị? Đó, điểm 10 về bản thân các anh chị. Là các anh chị mình là một cái người kinh doanh có đạo đức. Là các anh chị mình là một cái người kinh doanh mà các anh chị mình tìm hiểu kỹ về sản phẩm. Các anh chị mình chỉ kinh doanh những cái sản phẩm mà các anh chị mình thực sự cảm thấy là yên tâm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Đúng không ạ? Ở bên ngoài kia người ta kiếm được tiền đúng không ạ? Kiếm được rất là nhiều tiền nhưng em thấy có nhiều người là gì? Họ bất chấp các anh chị. Họ bất chấp sản phẩm có tốt hay không tôi không biết, thậm chí họ cũng không không kiểm tra cả sâu, không 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 quan tâm sâu đúng không anh chị? Họ họ rất là cả tin, họ rất là dễ tin. Họ nghe ai đó review hay cái là họ về họ bán, họ còn thậm chí không biết là cái sản phẩm họ đang bán ra nó không có tốt cho người tiêu dùng. Đúng không anh chị? Đó thì cho nên bản thân các chị mình phải luôn luôn bám sát cho em ba cái điểm 10. Điểm 10 về sản phẩm, điểm 10 về công ty và điểm 10 về chính bản thân mình các anh chị. Một khi các anh chị mình có đủ ba cái điểm 10 này rồi thì các anh chị mình thực sự là mức độ tự tin của các anh chị nó ở sẽ một cái level đỉnh cao các anh chị. Ok chị ạ. Lúc này các anh chị mình tự tin nhìn thẳng vào mắt của khách hàng đúng không ạ? Tự tin mà cam kết các anh chị. Ok các anh chị nhé. Rồi thì làm thế nào để các anh chị mình khai thác được cái vấn đề cam kết này một cách hiệu quả? Thì em nói rồi, lúc nãy em cũng đã bật mí cho các anh chị rồi, đó là các anh chị mình phải có cái sự cam kết hai chiều các anh chị. Cam kết hai chiều ở đây là gì? Là tôi cam kết với anh nhưng anh cũng phải cam kết ngược lại với tôi. Có nghĩa là gì ạ? Các anh chị mình cam kết với khách hàng thì các anh chị mình phải nói với người ta là gì? Anh cũng phải cam kết là làm theo sự hướng dẫn của tôi. Đúng không ạ? Bởi vì sao các anh chị? Nếu mà những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe mà họ sinh hoạt hay họ ăn uống hay họ ngủ nghỉ mà họ không có điều độ các anh chị thì có dùng vàng thì cũng cũng không không cải thiện được các anh chị. 1-2 giờ sáng mới ngủ. Ông nào đi ra ngoài không thèm che chắn. Các anh chị. Đấy. Cáu giận. Các anh chị. Đấy, và không quan tâm đến sức khỏe thì thực sự với các anh chị là gì ạ? Nó đã ảnh hưởng 50% rồi. Thế cho nên cái việc mà các anh chị mình hướng dẫn họ thứ nhất, ví dụ chẳng hạn như vitamin C. Các anh chị mình không được uống vào buổi tối. Các anh chị biết điều này chưa? Đúng không ạ? Đó, thời gian nào trong ngày là sử dụng hiệu quả, dùng bao nhiêu lâu thì ngưng, đúng không ạ? Đó, ví dụ chẳng hạn có những cái sản phẩm mà nó tan tốt trong dầu thì họ phải uống trong lúc bữa ăn hoặc là gì ngay sau bữa ăn. Đúng không các anh chị? Đó, thì cái việc mà cam kết hai chiều nó rất là quan trọng các anh chị. Có một số những cái sản phẩm chúng ta phải dùng đúng đủ đều. Đến một cái thời điểm nhất định nó mới hiệu quả. Thế ví dụ nhưng mà khách hàng người ta lại dùng một liệu trình là 1 tháng phải hết một lọ đấy, nhưng mà người ta dùng 4 tháng chẳng hết một lọ thì các anh chị mình nghĩ là nó có hiệu quả không ạ? Và có nhiều khách là người ta như thế này, các anh chị, người ta bỏ ra đồng tiền ấy và người ta kỳ vọng rất là kinh khủng. Đúng không anh chị? Đấy là lý do tại sao nhiều người nói là không muốn bán hàng cho người nghèo các anh chị. Chúng ta là người nghèo các anh chị. Nhiều người là họ không muốn bán hàng cho người nghèo các anh chị bởi vì người nghèo là gì ạ? Bỏ 10 nhưng mà muốn 100 các anh chị. À, tôi bỏ đồng tiền ra tôi mua thì có phải chúng ta rất là trân quý đồng tiền các anh chị? Tôi bỏ tiền ra tôi mua là tôi phải kỳ vọng nó phải xịn cơ.
Tôi dùng 2 ngày nó phải có kết quả cơ các anh chị, và đặc biệt tư duy người Việt Nam mình là như vậy anh chị, dùng là phải nhìn thấy ngay các anh chị. Thế thì những cái sản phẩm mà họ, những cái sản phẩm vớ vẩn bên ngoài thị trường họ đánh vào cái tư duy như thế các anh chị, cho nên là ví dụ chẳng hạn sản phẩm về da này họ cho rất là nhiều corticoid chẳng hạn, trắng nhanh không, nhanh, đẹp nhanh không, nhanh, nhưng mà thử không dùng nữa xem các anh chị, đúng không ạ? Thế cho nên khi mà các anh chị mình tư vấn những cái sản phẩm về 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 chăm sóc mà sản phẩm chất lượng như thế này các anh chị, thì các anh chị mình phải nói với người ta là gì? Ok, anh phải cam kết làm đúng hướng dẫn của tôi và cái liệu trình như thế này nó mới hiệu quả nha, đúng không ạ? Thì ví dụ chẳng hạn các anh chị mình chốt một liệu trình 3 tháng cho sản phẩm viên uống chẳng hạn, đúng không nào? Nhưng mà người ta nói là gì ạ? Thôi anh chỉ uống 1 tháng thôi xem hiệu quả như thế nào. Nhiều khi các anh chị nói là gì, 1 tháng em không bán đâu, các anh chị mình phải có gan các anh chị mình nói ra cái đấy, 1 tháng em không bán bởi vì nó chưa có hiệu quả, đến lúc tự nhiên là ảnh hưởng ngược lại uy tín của anh dùng 1 tháng xong không có hiệu quả, anh không dùng nữa, đúng không ạ? Thế thì khi đó tự nhiên anh đi ra ngoài anh nói là sản phẩm của Thủy không có hiệu quả thì nó ảnh hưởng uy tín của em, thôi 1 tháng em không bán. Các anh chị mình nhiều khi các anh chị mình phải có gan đẩy người ta ra, thì lúc này người ta mới quay lại, người ta mua 3 hộp chứ không phải 1 hộp, và người ta dùng là người ta sẽ hiệu quả. Ok các em không các anh chị? Cho nên cái việc các anh chị mình khai thác hiệu quả là phải có sự cam kết 2 chiều. Ok không các anh chị? Anh tôi cam kết với anh cũng phải cam kết với tôi. Được chưa? Rồi, tiếp theo nữa là gì ạ? Chúng ta phải tự tin để lấy được lòng tin. Cái sự tự tin của các anh chị nó rất quan trọng. Đúng không nào? Ví dụ chẳng hạn ngày hôm nay Thủy nói là cái buổi học ngày hôm nay rất giá trị, mà em nói lớp 3 lớp bắp, các anh chị mình tin là cái buổi ngày hôm nay rất giá trị không ạ? Đúng không ạ? Em phải cam kết các anh chị nói như này. Em cũng chẳng biết là ngày hôm nay em có chia sẻ được cái gì hay ho cho các anh chị không, thì thôi các anh chị mình cứ cố gắng ngồi đến cuối chương trình ủng hộ cho em. Đấy là một cách các anh chị nhé. Cách thứ hai là gì ạ? Các anh chị mình ngồi với em từ đây đến cuối chương trình. Các anh chị mình áp dụng 10 nguyên tắc như thế này và em chắc chắn với các anh chị là mình sẽ ra đơn. Cái nào nó có tính thuyết phục hơn các anh chị? Cái số 1 hay cái số 2 ạ? Đúng không ạ? Cho nên cái sự tự tin ấy nó cực kỳ quan trọng các anh chị nhé. Nó cực kỳ quan trọng các anh chị. Ok các anh chị nhé. Tiếp theo nữa là gì ạ? Các anh chị mình phải kêu gọi hành động. À, trong cái quy trình bán hàng ấy nó sẽ có quy trình là gì ạ? Tạo thiện cảm đúng không nào? Sau đó khai thác thông tin đúng không anh chị? Sau đó từ cái thông tin chúng ta khai thác được rồi để xem nỗi đau của khách hàng và cái nhu cầu của khách hàng cần gì rồi chúng ta mới cho giải pháp đúng không? Và sau đó chúng ta chốt đơn và kêu gọi hành động, thì nhiều người làm rất tốt, tạo thiện cảm cũng tốt, khai thác thông tin cũng xịn đúng không ạ? Nhưng mà quên mất không kêu gọi hành động. Thế thì các anh chị mình hình dung là gì ạ? Khi mà người ta ra quyết định mua hàng là bằng cảm xúc các anh chị. Bằng yếu tố cảm xúc. Và rất nhanh thôi, cái giai đoạn đó nó sẽ qua các anh chị. Có nghĩa là bắt đầu người ta quyết định là gì ạ? Ngay lúc đấy mà các anh chị chốt ngay là chốt. Nhưng mà các anh chị mình để thêm 5 giây nữa, các anh chị mình cứ thao thao bất tuyệt, vẫn cứ nói về sản phẩm mà không chốt đơn ấy. Thêm 5 giây nữa thôi, bắt đầu người ta sẽ nói là ôi dồi chết rồi, thế rồi tháng này phải đóng tiền cho thằng thằng tít, đúng không ạ? Chết rồi tháng này phải gửi tiền về biếu bố, chết rồi tháng này phải gửi tiền về biếu mẹ. Thế là người ta nói tôi không mua nữa. Đúng không ạ? Qua mất cái giai đoạn đấy là bắt đầu người ta nghĩ ra đủ thứ để người ta phải ưu tiên. Đúng không anh chị? Đó, thế cho nên cái việc kêu gọi hành động nó cực kỳ quan trọng các anh chị nhé. Giống như mấy bà bán cá ở bên ngoài đường ấy các anh chị, họ đâu có biết kỹ năng gì đâu các anh chị, họ cứ cá đi em ơi, cá đi em ơi, cá ngon lắm em ơi, đúng không ạ? Kêu gọi hành động đấy các anh chị, mua đi em ơi, đúng không? Đấy, người ta đâu có kỹ năng gì đâu, họ chỉ kêu gọi hành động thôi, đúng không nào? Cho nên kêu gọi hành động nó quyết định rất lớn trong cái việc là các anh chị mình làm sao ạ, các anh chị mình chốt được hàng hay không nhá, chốt được đơn hay không các anh chị nhé. Và tiếp theo nữa là các anh chị mình phải vẽ ra một cái tương lai sáng lạn cho khách hàng của mình. Ví dụ khi mà các anh chị mình chốt được cái hộp release YC, mình sẽ nói luôn mình cách mình chốt đơn này. Em gửi về nhà hay gửi về cơ quan cho chị? Đó cái cách chốt đơn hiệu quả các anh chị nhé. Chứ không phải là chị chốt, chị lấy hay không lấy. Thế thì khi mà các anh chị hỏi chị lấy hay không lấy, sẽ có hai sự lựa chọn là lấy hoặc không đúng không ạ? Thế là 50-50, 50% là không lấy rồi. Nhưng mà khi mà các anh chị hỏi là gì ạ? Gửi về nhà hay gửi về cơ quan thì cái sự lựa chọn của những cái họ là gì ạ? Nhà hay cơ quan thì đều là mua đúng không? Đúng không các anh chị? Thế thì trong cái việc mà bán quán trà chanh của em cũng như vậy thôi. Em dạy cho các bạn nhân viên ấy, đừng có hỏi là có dùng thêm hướng dương hay không, mà hỏi là dùng thêm hướng dương dừa hay hướng dương thường. Các anh chị mình hiểu em chỗ này không ạ? Cho nên cái việc các anh chị mình kêu gọi hành động và chốt đơn nó cũng rất là quan trọng nhé. Các anh chị ơi, từ nãy giờ em chỉ thấy các anh chị mình quan tâm đến đến tên sản phẩm thôi. Thì nãy giờ em nói cái gì các anh chị nghe không? Các anh chị mình nhớ không? Đang ngồi ở đây mà cứ đầu óc thầm đi đâu vậy? Có nhớ là từ nãy giờ em nói gì không? Đang hướng dương dừa đúng rồi. Ok nha các anh chị nhé, mình tập trung. Còn cái việc mà các anh chị mình hỏi về sản phẩm á, thì các anh chị mình chỉ cần join vào cái nhóm của nhà cung cấp thôi. Ok chưa ạ? Join vào cái nhóm của nhà cung cấp thôi, xong là xong, xong mình tập trung học các anh chị.
Không có lần sau, bắt đầu là quay lại, không biết là Thủy nói cái gì, đúng không nào? Và tiếp theo nữa, các anh chị mình phải, đúng rồi, không không hỏi câu hỏi đóng, mà hỏi câu hỏi mở, đúng không nào? Và các anh chị mình phải vẽ ra một tương lai sáng lạn cho người ta. Ok, chúc mừng chị nhé. 2-3 ngày nữa chị nhận được hàng thì em sẽ gọi điện lên hướng dẫn chị sử dụng. Và chị nhớ giúp em là kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Có vấn đề gì cho hàng quay đầu ngay. Thì cái câu đó của các anh chị ấy, cái câu mà nhớ kiểm tra hàng có vấn đề gì cho quay đầu ngay thì đã chứng tỏ là các anh chị rất tự tin về hàng của mình, đúng không ạ? Các anh chị rất tự tin về hàng của mình, các anh chị mình sẵn sàng nói với khách là gì ạ? Không ưng anh cứ cho quay đầu. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Chúc mừng chị ra, chị sắp trắng như da ngọc trinh rồi. Bắt đầu người ta sẽ nghĩ, đúng không ạ, da mình bây giờ đang đen nhẻm nhẻm như này mà trắng như da ngọc trinh thì sao? Ôi dồi, sẽ giống như là mình dùng app TikTok ấy nhỉ. Bắt đầu người ta sướng các anh chị. Và khi mà người ta hưng phấn, người ta thích, người ta sướng các anh chị, người ta sẽ rất hợp tác với mình. Ok các anh chị nhé, cho nên vẽ ra một cái tương lai sáng lạn dành cho họ. Về vấn đề bán EpoShop chẳng hạn, đúng không ạ? Về vấn đề nội tiết tố chẳng hạn. Đúng không ạ? Lâu nay là toàn né chồng, tối nay là khều chồng nhé, ví dụ thế. Đúng không anh chị? Đó thì vẽ ra một cái tương lai sáng lạn để cho người ta hình dung. Và người ta tin tưởng là sử dụng sản phẩm này sẽ rất hiệu quả. Và đặc biệt các anh chị mình phải giáo dục cái thói sống, cái nếp sống cho người ta nhé. Bởi vì cái nếp sống nó quan trọng, nó quyết định quan trọng cực kỳ. Lúc nào mà thời điểm nào mà em uống đủ nước, em ngủ đúng giờ, đúng không ạ, em không căng thẳng, em không mệt mỏi, và em ăn uống điều độ, da dẻ của em, sức khỏe của em nó khác hẳn các anh chị. Cho nên cái việc mà các anh chị giáo dục cho người ta có được một cái phong cách sống nó khỏe mạnh ấy các anh chị, và họ biết cách họ chủ động chăm sóc sức khỏe bằng những cái thứ họ ăn, họ uống, họ sinh hoạt hàng ngày ấy, nó cũng giúp giúp ta rất nhiều các anh chị. Ok các anh chị nhé, chứ còn sản phẩm tốt đến mấy mà bắt đầu là họ phá cơ thể hoặc là họ họ sinh sinh hoạt ăn uống không điều độ, nó cũng không có, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó giảm hiệu quả rất nhiều. Ok chị ạ, tiếp theo nữa là các anh chị mình phải xin lời giới thiệu giúp em. Chị dùng tốt thì chị nhớ giới thiệu cho em nhé. Đừng tiếc cái câu này các anh chị, chỉ duy nhất cái câu này thôi mà các anh chị mình sẽ bán được rất nhiều hàng. Khi mà họ dùng tốt ấy, họ thích ấy, các anh chị, họ sẽ có xu hướng họ tư vấn. Họ sẽ xu hướng là họ gợi ý cho người khác. Giống như các anh chị mình đi ra rạp, các anh chị xem một bộ phim hay ấy. Đúng không ạ? Các anh chị mình xem Bố Già về chẳng hạn, các anh chị mình thấy hay, thấy nó nhân văn, thấy nó tuyệt vời quá, các anh chị mình sẽ về, ai các anh chị cũng vỗ vai là ôi dồi ôi xem Bố Già chưa, đi xem đi, hay lắm, đúng không? Và một lời của người ta bằng vạn lời của các anh chị, khách hàng họ tin nhau mà, đúng không ạ? Một lời của người ta bằng vạn lời của các anh chị, cho nên các anh chị, và tiếp theo nữa cái việc các anh chị xin lời giới thiệu ấy, họ cũng bảo là con này chắc là rất là tự tin về sản phẩm cho nên mới dám xin lời giới thiệu, đúng không? Còn các anh chị mình xác định bán cho người ta xong các anh chị mình chạy ấy, đúng không? Bán một lần rồi các anh chị chạy, làm sao các anh chị mình dám xin lời giới thiệu, đúng không ạ? Đồng ý với em chỗ này không ạ? Thế các anh chị mình đã biết được cái cách để các anh chị mình khai thác hiệu quả chưa? Ok chưa? Ok thì đánh ok để chúng ta qua tiếp cái nội dung tiếp theo nào các anh chị. Đúng rồi, một lời của khách hàng bằng vạn lời của chúng ta các anh chị nhé. Rồi, tiếp theo nữa đó là cái nguyên tắc số 3 là nguyên tắc cảm xúc. Đầu tiên là tin cậy, đúng không ạ? Sau đó đến cam kết và bây giờ là đến cảm xúc các anh chị. Rồi, thế thì với cái yếu tố cảm xúc này á, các anh chị mình để ý cho em một cái điều đó là gì ạ? Cảm xúc nó là con đường ngắn nhất tại chạm tới trái tim các anh chị. Và 80% các cái quyết định mua hàng của khách hàng họ đến từ cảm xúc. Đúng không ạ? Cho nên cái việc của chúng ta là gì ạ? Chúng ta phải khai thác tối đa cái yếu tố cảm xúc và đặc biệt là với phụ nữ các anh chị. Em thấy là đàn ông thì đôi khi người ta có bản lĩnh hơn. người ta gọi là dùng dùng cái này nhiều hơn các anh chị, còn phụ nữ là dùng cái này nhiều hơn các anh chị. Lý trí hơn, đúng rồi, người ta hay nói câu đàn ông họ còn lý trí hơn phụ nữ ấy. Đúng không ạ? Các chị ở đây đồng ý không ạ? Đồng ý thì đánh số 4. Đúng không ạ? Thì em cảm thấy là gì ạ? Phụ nữ là cảm tính hơn, đúng không ạ? Sống tình cảm hơn các anh chị và quyết định mọi thứ được bằng tình cảm. Đấy là người ta hay có cái câu là phụ nữ sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt đấy, chứ có ai nói là đàn ông sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt đâu anh chị, đúng không ạ? Giống như bản thân em đi ra ngoài chơi với bạn thôi, nó rủ đi shopping, mình cũng nghĩ trong đầu là gì ạ? Mình nghĩ trong đầu là sao các anh chị? Đi chơi thôi chả mua gì đâu, thế mà đến lúc đi về là mua hết túi nọ túi kia các anh chị, đúng không ạ? Giống như bản thân em, không biết có anh chị nào giống như em không, đi vào một cái tiệm thử quần áo nào đó mà cái bạn nhân viên ấy, mà cái mặt cơn cơn lên này em không mua, mặc dù em rất là thích cái áo váy đấy em cũng không mua cái. Cho nên các anh chị mà mình mà thuê nhân viên bán hàng, các anh chị mình phải thuê đứa nào nó đắt tí cũng được các anh chị nhé, nhưng mà phải tươi tắn các anh chị, không là sát nghiệp đấy các anh chị. Gặp phải mấy đứa như em là sát nghiệp các anh chị, đúng không ạ? Hoặc là bạn vào một cái tiệm nào đó mà mình cảm thấy là cũng không ưng sản phẩm lắm đâu,
Nhưng mà con bé này nó đon đả quá. Trời ơi, thử 10 cái váy mà nó vẫn vui vẻ. Ui, chị cứ thử thoải mái đi, chị ở đây chơi với em cho vui các thứ đồ này kia. Thế là đến lúc mình đi ra mình cũng thấy ngại quá đúng không ạ? Trời ơi, nó tư vấn nhiệt tình thế. Thì mình không muốn mua cái gì mình cũng phải tìm cái gì đấy nó rẻ rẻ mà mua. Có anh chị nào giống em thế không ạ? À? Đúng không? Cho nên cái yếu tố cảm xúc nó rất quan trọng. Ok không ạ? À? Rồi, thế thì á, khi mà mình khai thác yếu tố cảm xúc thì anh chị mình để ý, cái này không phải là kiến thức của em, anh chị, em đi em gom nhặt từ rất là nhiều nguồn cho các anh chị thôi. Các anh chị mình để ý xem ạ. À? Em xem quảng cáo thì em hay phân tích rất là kỹ. Thế thì khi mà ngày xưa thì quảng cáo người ta cứ có khoảng tầm 30 giây một phút đúng không ạ? Người ta cứ nói về sản phẩm của người ta. Sản phẩm A có tính A, B, C, D gì đó đúng không ạ? Đúng anh chị. Nó tốt này tốt kia nhưng mà bây giờ ấy, quảng cáo nó lên một level mới rồi các anh chị. Và nhất là quảng cáo Thái Lan. Quảng cáo Thái Lan đôi khi là mình xem xong quảng cáo xong tự nhiên mình thích, bởi vì là cái người đóng quảng cáo thôi, chả phải phải là do sản phẩm, chả biết đi gì về sản phẩm nhưng mình vẫn chốt anh chị. Đúng không ạ? Hoặc là gì, ví dụ chẳng hạn các anh chị để ý những cái bộ phim Tết đi, phim ngắn về Tết đi. Neptune hay là Coca hay là Bia bây giờ họ khai thác rất là mạnh cái chủ đề này các anh chị. Đó là kiểu như cái vấn đề đoàn tụ ấy. Đúng không ạ? Hay giống như Đen Vâu về nhà ăn Tết thì các anh chị mình thấy trong trong đó có những cái sản phẩm gì trong đấy ấy. Có để ý không các anh chị? Đấy thì các anh chị hình dung là người ta kể những cái câu chuyện nó rất là lấy tình yêu thương, lấy nước mắt, lấy được cái thiện cảm của người 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 xem ấy các anh chị. Mặc dù họ chỉ đặt cái sản phẩm ở ngay cạnh đấy thôi, nó chỉ xuất hiện trong vài giây thôi, nhưng mà khách hàng họ mua rất là nhiều, bởi vì họ thích cái content đó, họ thích cái thông điệp đó. Đúng anh chị, đó là cái sự chữa lành, cái giá trị đúng không, chạm đến trái tim anh chị. Đúng không ạ? Hay là các KOC, KOL, các anh chị mình cứ sai có anh chị nào hay xem phim Hàn Quốc hay phim Trung Quốc giống như em không ạ? Thấy idol của mình dùng son gì hay là mặc váy gì là săn bằng được các anh chị. Đó, thì yếu tố cảm xúc đấy các anh chị. Đúng không nào? Rồi, thì là khai thác triệt để cái yếu tố cảm xúc này rất là quan trọng. Thì ok rồi, cái một cái yếu tố cảm xúc nữa đó là niềm vui đúng không ạ? Niềm vui, sự đồng cảm. Tiếp theo nữa là nỗi sợ. Anh chị mình thấy quảng cáo nó toàn đánh vào nỗi sợ. Bảo hiểm đánh vào cái gì các anh chị? Bảo hiểm đánh vào cái gì các anh chị? Có ai bán bảo hiểm cho những người không biết sợ không anh chị? Bảo hiểm có phải nó đánh vào nỗi sợ không ạ? Đúng không ạ? Tiếp theo nữa là gì ạ? Ví dụ bán những cái sản phẩm ở trên 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 TV ấy anh chị. Bạn sợ con mình còi xương. Nghe quen đúng không anh chị? Đúng không ạ? Đúng rồi, bệnh tật cái chết đúng không ạ? Hay là những cái bệnh tật trong trong tiềm tiềm năng anh chị, những cái tiềm năng bệnh tật ấy. Anh chị mình để ý xem nhé, một cái sản phẩm ngăn ngừa tiểu đường và một cái sản phẩm thuốc chữa tiểu đường. Cái sản phẩm nào bán được nhiều hơn anh chị? Sản phẩm giúp phòng chống bệnh tiểu đường và sản phẩm chữa tiểu đường, cái nào các anh chị mình nghĩ là bán được tốt hơn ạ? À? Chữa hả? Phòng các anh chị, bởi vì khi mà chúng ta bị bệnh ấy, chúng ta chữa là chúng ta chỉ ngắt ngắt được cái cơn đấy thôi. Ví dụ chẳng hạn các anh chị bị ho đúng không, các anh chị mình mua thuốc ho thì 3 4 ngày thôi đúng không ạ? Nhưng các anh chị mình sợ, rất là sợ cảm giác ho, cho nên các anh chị mình phải sử dụng những cái sản phẩm để tăng đề kháng, thì các anh chị mình không ho thì các anh chị mình dùng rất là lâu đúng không? Phòng mới là cái thị trường tiềm năng các anh chị. Đúng không? Cho nên ấy, họ đánh vào cái yếu tố là gì ạ? Bạn sợ con mình thấp còi, đúng không ạ? Bạn sợ con mình còi xương, bạn sợ chồng mình không yêu thương mình nữa đúng không ạ? Có phải thế không các anh chị? Bạn sợ đến tuổi 35 là bắt đầu dấu hiệu lão hóa tăng nhanh, là bắt đầu uống collagen đi gì? Có đúng thế không các anh chị? Họ toàn đánh vào nỗi sợ thôi. Là để các anh chị mình phòng đấy. Đúng không ạ? Để các anh chị mình phòng. Ok nhé các anh chị nhé. Thế cho nên cái việc đánh vào nỗi sợ nó rất là phổ biến. Thế thì với những cái sản phẩm của Phú Thái thì nỗi sợ là gì các anh chị? Ví dụ chẳng hạn như là những cái người bị vấn đề về nội tiết tố thì họ hay thường có những cái vấn đề gì các anh chị? Bốc hỏa. Đúng không nào? Hay có bẩn các anh chị. Đúng không anh chị? Đau bụng kinh, đau lưng. Đúng không nào? Rong kinh. Đúng không anh chị? Kinh nguyệt không đều, các cái bệnh về phụ khoa, các cái bệnh về sinh sản. Đúng không anh chị? Đó thì lôi nó lên cái gì, lôi những cái nỗi sợ đấy lên, lôi những cái vấn đề đấy lên, bạn sát muối vào xong bắt đầu cho giải pháp đúng không anh chị? Đó, da người ta bắt đầu lốm đốm nám rồi thì các anh chị mình đánh vào nỗi sợ là gì ạ? À, không xử lý ngay thì sau này nó trở thành nám đậm, nám chân sâu, nám 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 nó dày lên rồi thì không xử lý được đâu, có tốn cả hàng vài chục triệu, vài trăm triệu cũng không xử lý được đâu đúng không? Đấy thì các anh chị mình hãy
khai thác cái việc đánh vào nỗi sợ này các chị nhé. Ok chưa? Đó, thì cái chốt lại một lần nữa này, để mà khai thác cái vấn đề này hiệu quả thì các anh chị mình phải khơi gợi, đúng không ạ? Thấy nỗi đau ở chỗ nào rồi, các anh chị mình còn lấy tay các anh chị mình dí vào nữa. Đúng không ạ? Cho đau hẳn đi các anh chị. Ok chưa các anh chị nhé? Cho đau hẳn đi. Đúng, chẳng hạn như mà để ý ông bà hàng xóm, đúng không ạ? Lâu nay cứ suốt ngày thấy phàn nàn chồng dạo này ít về ăn cơm, đúng không? Chồng dạo này là hay về muộn, đúng không ạ? Chồng dạo này tự nhiên lại đỏ dáng ra. Thì họ đang có cái nỗi sợ gì tiềm ẩn đó các anh chị? Trà xanh Tuesday đồ này kia, đúng không ạ? Thì các anh chị mình nhen nhóm lên một tí nữa hơi ác các anh chị. Nhưng mà phụ nữ để cho họ có cái ý thức về làm đẹp cho bản thân họ tốt mà các anh chị. Mình hơi ác trong ngắn hạn nhưng mà mình tốt với họ trong dài hạn, đúng không? Phụ nữ là phải biết chăm sóc bản thân mình chứ các anh chị. Đúng không? Đôi khi là em thấy có nhiều người là đức hy sinh cao cả quá. Cái quần cái áo chẳng vừa dám mua cho mình. Cứ suốt ngày chỉ có tập trung vào cho chồng, cho con, rồi cho bố mẹ hai bên, đúng không ạ? Bản thân của mình thì xuề xòa với chính mình. Đó không phải là một cái cách hay các anh chị. Mình phải biết yêu mình rồi mình bắt đầu mình mới đi yêu thương người khác được các anh chị. Còn nếu không ấy, nếu mà mình không yêu mình mà mình cứ suốt ngày mình cho đi ấy, anh chị. Mình đi yêu thương người khác ấy, thì thường mình sẽ có một cái xu hướng là mình kỳ vọng. Tôi dành tất cả cho anh, tôi dành tất cả cho con, đúng không ạ? Thì tôi kỳ vọng rằng họ phải phải tốt với tôi, họ phải tử tế với tôi. Anh không được phụ bạc tôi, đúng không? Nó mang theo một cái kỳ vọng các anh chị. Có đúng thế không các anh chị? Thế cho nên ấy, để mà cách tốt nhất là tự mình yêu mình và mình không kỳ vọng bất cứ ai phải làm cái điều đó cho mình tự hạnh phúc và mình tự tạo ra hạnh phúc được thì lúc này mình sẽ không có cái tính kỳ vọng các anh chị. Giống như nhiều ông bố bà mẹ là gì ạ? Tao dành cả đời để lo cho mày mà bây giờ mày đối xử với tao thế à? Các anh chị hay thấy những cái điều như thế không ạ? Đó là sao ạ? Họ hy sinh quá nhiều sau đó họ thì kỳ vọng là người ta phải bù đắp lại cho họ. Nhưng anh chị thấy cho nên cái việc mà các anh chị mình khơi gợi cho người ta có một cái tư duy, một cái quan điểm là phải tự chăm sóc bản thân mình nó là rất tuyệt vời các anh chị. Cho nên cứ mạnh dạn mà sát các anh chị. Sát cho bao giờ người ta đẹp lên thì thôi các anh chị. Ok không ạ? Rồi. Ok các anh chị nhá. Đó, tiếp theo nữa là sao các anh chị? Lại là nhóm lên động lực và kêu gọi hành động các anh chị nhá. Không bao giờ được quên hai cái này. Cách khai thác hiệu quả của các anh chị là nhóm lên động lực là họ sẽ sắp đẹp, họ sắp có cái kết quả với tích cực rồi. Các anh chị và kêu gọi và hành động. Và đôi khi mà họ sẽ chần chừ các anh chị nhé. Họ sẽ chần chừ thì các anh chị mình sẽ đưa cái tính cấp thiết ra. Ok chạy một chút xíu nữa em sẽ hướng dẫn các anh chị về cái sự cấp thiết và khan hiếm các anh chị. Rồi, nguyên tắc số 4 này, đó là tâm lý đám đông. Thì ạ, mọi người sẽ thường phán đoán ý nghĩ của người khác trước khi đưa ra hành động của mình các anh chị. Ví dụ chẳng hạn nhé, các anh chị mình bán hàng ấy, mà họ thấy các anh chị mình mới bán hàng ấy, họ sẽ rất ít khi họ mua. Giống như cái việc mà các anh chị mình để ý xem ạ, em có anh chị nào hay vào cái chương trình mà chốt PPP không ạ? Đối tác, chốt đối tác kinh doanh Dropy ấy. Các anh chị để ý xem, nếu mà bắt đầu có một ai đó, họ bắt đầu để lại thông tin rồi, thì bắt đầu những cái người kia ào ào để theo các anh chị. Chứ còn nếu không ông nào để lại thông tin thì bắt đầu ngồi nhìn nhau các anh chị. Là không ông nào để cả các anh chị. Bởi vì những cái người mà họ có cái sự quyết đoán cao, họ có tính leader, họ có cái sự nhất chất trí cao á thì họ đưa ra quyết định rất là nhanh, còn phần lớn mọi người là follow các anh chị, là làm theo. Đấy là lý do tại sao những cái ông đầu tư tài chính hay hay gãy là vì thế các anh chị, bởi vì là dạng ôi thấy người ta kiếm tốt quá rồi lúc đấy mới lao theo các anh chị, thì lúc này cái thị trường nó đi xuống rồi. Đúng không ạ? Đó cho nên là cái tâm lý của rất nhiều người đó là gì ạ? Làm theo cái hiệu ứng đám đông các anh chị. À, thế thì làm sao mà các anh chị mình khai thác được cái tâm lý đám đông này thì rất là quan trọng. Thế cái tâm lý đám đông này ấy, thì nó sẽ thường là gì ạ? Con người ta hay cảm thấy an toàn khi ở đám đông. Các anh chị mình thử đi ra ban đêm đi ạ, 12 giờ đêm mà có rất nhiều người xung quanh mình, các anh chị có sợ không ạ? Không. Nhưng mà tự mình nghe thấy tiếng bước chân của mình lộp độp lộp độp lộp độp, các anh chị có sợ không ạ? Thần hồn nát thần tính ngay các anh chị. Đúng không? Đấy. Và khát khao, họ khát khao được thuộc về một nhóm xã hội nào đó, đấy là lý do tại sao LGBT, đúng không ạ? Ngày xưa là bị kỳ thị rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Ngàn người mới có một người như vậy. Nhưng mà bây giờ tại sao người ta có cái nhìn nhận nó thoáng hơn, bởi vì sao anh chị? Bắt đầu là có nhiều người hơn như thế, đúng không ạ? Họ có một cái nhóm, có nhóm của riêng họ rồi. Đúng không anh chị? Đấy, và thường họ sẽ cảm thấy cực kỳ lạc lõng, cực kỳ bất an khi mà họ bị tách khỏi đám đông. Đấy là gì các anh chị? Những cái người thành công ấy, là họ như là những cái người mà có lối đi riêng là vì thế các anh chị. Họ không sợ bị lạc lõng, không sợ bị bất an các anh chị. Nhưng mà phần lớn những cái người cứ kiếm đám đông làm thì sao ạ? Những cái nơi mà có quá nhiều người làm rồi thì thường nó không còn cơ hội nữa. Đúng không ạ? Giống như ngày xưa khi mà Jack Ma
đầu tư về internet, các anh chị nghiên cứu về internet thì ai cũng bảo ông điên, và ai cũng bảo ông điên trong nhiều năm các anh chị. Nhưng mà chính cái sự điên đấy thì biến ông trở thành tỷ phú, đúng không nào? Đó, và một cái quan điểm đó là chết một đống còn hơn sống một mình các anh chị. Giống như Covid thời điểm đầu tiên ấy, mua có cái cô Nhung 17 đúng không ạ, về đúng không nào? Thì ôi dồi ôi khiếp, em nhớ với các anh chị là gì, em ở Vĩnh Phúc về mà ở Hà Nội họ không cho em vào nhà các anh chị, họ đuổi như đuổi tà các anh chị đấy. Nhưng mà đến khi mà cái việc mà Covid nó đại trà hơn rồi thì bắt đầu làm sao các anh chị, thì là đáng lẽ ra nhiều khi đi ra đường nói là gì, thôi những cái người âm tính thì ở nhà, còn những người dương tính thì đi ra đường, đúng không anh chị? Anh chị mình có thấy một cái nghịch lý như vậy không ạ? Thế cho nên cái tâm lý đám đông này các anh chị mình phải khai thác triệt để cái chỗ này bằng cách nào các anh chị, bằng cách nào các anh chị đang trong cảnh này ạ? Để mà khai thác được cái này ấy, các anh chị, thì các anh chị mình tạo cảm giác an toàn tuyệt đối cho người ta. Mình nói với người ta là gì, trời ơi cái sản phẩm release YC của em này, đây người uống đây này, mồm thì nói tay thì show cho người ta là ảnh khách hàng chụp đúng không, khách hàng trước và sau đúng không anh chị? Các anh chị mình phải chịu khó, các anh chị mình lưu các cái tài liệu của khách hàng về nhé. Khi mà các anh chị mình chốt trực tiếp nó rất là dính, các anh chị mình lưu những cái feedback của khách hàng về, kho feedback lưu lại đúng không ạ, for feedback release YC, kho feedback của Infosoft, thì các anh chị mình show cho người ta thấy đây này, khách của em đây này, dùng bây giờ trước khi dùng như thế này này, sau khi dùng họ phản hồi như thế này đây anh chị này, thì sẽ họ sẽ có một cái cảm giác là à cũng có nhiều người dùng đấy nhỉ, họ cũng dùng hiệu quả đấy nhỉ, họ không phải là những người đầu tiên các anh chị, họ không có lẻ loi đúng không ạ? Các anh chị mình hiểu em chỗ này không ạ? Hiểu thì đánh yes cho em nào. Bắt đầu là thấy cái năng lượng nó trầm trầm đấy rồi ấy, hay là ghi chép cẩn thận quá các anh chị? Ok không ạ? Thì các anh chị mình lưu ý chỗ này nhé. Phải có trên trên Facebook cũng vậy, trên Zalo cũng vậy, Zalo bây giờ cũng cho các anh chị mình tạo album rồi. Trên Facebook cũng thế các anh chị nhé. Họ vào cái cửa hàng của các anh chị, Facebook nó là gian hàng của các anh chị. Thế thì các anh chị hình dung là nếu mà các anh chị mình đi ra ngoài cửa hàng, mà các anh chị mình đi mua sắm, mà các anh chị mình vào một cái cửa hàng mà đồ nam với đồ nữ vứt lung tung đúng không ạ? Muốn tìm một cái găng tay thôi mà không biết là đi đâu, muốn tìm cái nón không biết là đi đâu các anh chị, thì họ sẽ rất là cái trải nghiệm mua hàng của họ không tốt. Thế thì cái trang Facebook của các anh chị cũng thế, cũng phải có ngăn album ngay ngắn rõ ràng. Đúng không ạ? Album đập hộp, album feedback, đúng không ạ? Album flash sale, album về release YC, album về Ecosoft, album về cái sản phẩm dầu gội phủ bạc, đúng không nào? Đấy, để họ vào họ quan tâm, ví dụ chẳng hạn họ thấy một cái bài đăng của các anh chị hay ho quá về cái sản phẩm họ đang quan tâm. Thế thì ở ngay trên đầu tiên nó có cái nút album rồi, họ bấm vào đấy cái là họ đến nơi họ cần đến ngay. Chứ nhưng mà các anh chị mình không đăng album, đúng không? Họ thấy một cái bài đăng hay quá mà các anh chị này còn chịu khó đăng bài quá cơ. Đúng không ạ? Họ kéo chán chê, kéo nửa ngày rồi vẫn không thấy một cái bài đăng liên quan tiếp theo thì làm sao các anh chị? Họ bỏ ngay. Cái trải nghiệm mua hàng của họ hỏng rồi các anh chị. Họ bỏ ngay, đúng không ạ? Thế cho nên các anh chị mình cần phải ngăn nắp nhé. Ok chưa? Trên điện thoại của các anh chị cũng cần phải có cái album, tìm là thấy, cần là có. Trên Facebook cũng như vậy các anh chị. Ok chưa? Đồng ý với em không ạ? Đồng ý thì đánh 68 nào. Đánh đi cho đỡ buồn ngủ, anh nhiều anh đu võng đang ngủ rồi ấy. Rồi, nghe chưa? Nguyên tắc số 5 này các anh chị, đó là lòng biết ơn. Thế thì khi một ai đó họ nhận được sự giúp đỡ thì thường họ sẽ có xu hướng là họ ghi nhớ và tìm cách báo đáp. Được chưa? Cái lòng biết ơn này nó rất là đúng, đặc biệt với người châu Á và người Việt Nam của chúng ta các anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta sống rất là tình cảm đúng không nào? Đó, thì nếu mà em mà nhận được một cái sự giúp đỡ nào đó, em mà nhận một cái sự tình cảm, một cái tình cảm nào đó của ai thì em ghi nhớ và thậm chí là em tìm cách em trả lại năm bằng 5 bằng 10 các anh chị. Đúng không ạ? Thì cái này mình áp dụng cho là thôi, mình áp dụng cho tình cảm thôi các anh chị nhé, chứ đừng có người ta ghét mình một mình ghét người ta 10. Đừng đừng thế các anh chị nhé. Ok không ạ? Rồi, thế thì á, để mà khai thác được cái lòng biết ơn này hiệu quả các anh chị, thì các anh chị mình lưu ý giúp em là gì? Mình hãy sống tử tế đi. Phải sống tử tế thì thực ra là gì ạ? Giống như cái quyển sách là gì ạ? Không diệt không sinh, đừng sợ hãi. Khi mà chúng ta đi thì còn những cái kỷ niệm, những cái ký ức, những cái thứ người ta nhắc về mình tồn tại đấy. Cho nên mình cứ sống tử tế đi. Đúng anh chị, khi mà người ta nhắc đến mình là những cái tính từ hay ho đẹp đẽ thì đó là những cái di sản để đời đúng anh chị, đúng không nào? Còn hơn nữa đó là khi mà các anh chị mình tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại với anh chị. Các anh chị tốt 1 thì người ta tốt 10. Cho nên á, không biết là hôm trước những anh chị nào đã tham gia marketing cộng đồng nhỉ? Và là học sinh giỏi và được tham gia được học với anh Hiếu nhỉ? Có anh chị nào đã được học với anh Hiếu không ạ? Thì anh Hiếu là trước đấy, trước các anh chị một thời gian rất là lâu. Anh chị nào phải đi làm rồi các anh chị cứ thoải mái rồi Zoom nhé, không cần nhắn lên trên khung chat đâu ạ. Được chưa? Thì các anh chị mình tham gia cái buổi, cái chương trình như thế thì các anh chị mình
được gặp anh Hiếu. Anh Hiếu là một người mà họ anh ấy làm quản lý cấp cao của rất là nhiều ngân hàng, rất là nhiều doanh nghiệp bên ngoài kia rồi. Và bây giờ thì anh có kỹ năng đào tạo rất là hay, thì anh có nói một câu đó là gì? Tại sao mà đi đâu người ta cũng quý mến anh ấy, bởi vì là anh luôn luôn anh sẵn sàng xắn tay áo lên và nói một câu đó là gì? Để em giúp cho. Thì bây giờ các anh chị mình hãy cùng đánh lên trên khung chat giúp em. Là luôn luôn bây giờ sẵn sàng đi ra ngoài kia. Giúp được ai cái gì thì giúp, không phải bằng cái cứ phải bằng tiền thì mới là giúp đâu các anh chị. Chúng ta có thể giúp được rất nhiều thứ. Để em giúp cho. Ví dụ chẳng hạn hàng xóm mà người ta cần có việc, người ta gấp gấp phải đi, người ta cứ nhăn nhó, người ta không kiếm được ai trông con chẳng hạn, mà các anh chị rảnh tầm nửa tiếng, một tiếng đúng không ạ? Nếu mà để mà chúng ta cứ sống trong vùng an toàn của mình, chúng ta cứ đóng cửa lại chẳng vậy biết ai là ai đúng không ạ? Thì một ngày các anh chị mình ốm đau cũng chẳng ai biết các anh chị là ai. Đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị mình ra các anh chị nói là gì ạ? Chị đi đi, để em trông cho. Đúng không ạ? Thì người ta cực kỳ biết ơn các anh chị. Hay là các anh chị mình có con, có cái quần cái áo của con mà không dùng nữa, nó lớn nhanh quá, thì các anh chị mình xem hàng xóm, xem có ai mà người ta có nhu cầu không các anh chị, đúng không nào? Thì các anh chị mình khéo léo cho, không phải là các anh chị cứ cho là người ta phải nhận đâu các anh chị nhé. Cho cũng phải khéo các anh chị, không ạ? Cho là việc của mình, còn nhận hay không là quyền lựa chọn của người ta mà các anh chị. Cho nên cái việc cho nó cũng phải cẩn thận, các anh chị phải nói khéo đúng không ạ, phải tế nhị các anh chị đúng không ạ? Đấy, thì các anh chị mình xem người ta có nhu cầu thì các anh chị mình cho người ta, tặng người ta. Có mấy cái quyển sách mà con cái học qua rồi các anh chị mình cũng tặng người ta đúng không ạ? Thì khi mà các anh chị tặng như thế thì các anh chị mình có cơ hội, các anh chị mình trò chuyện với người ta, các anh chị mình làm thân với người ta. Đúng không ạ? Và người ta sẽ có nhu xu hướng biết ơn các anh chị. Và một cái cách em bán hàng rất là hiệu quả đó là gì? Em hay mua hàng cho những cái người trong chung cư ấy. Thay vì em ra ngoài chợ em mua thịt thì bây giờ em mua cho thịt cho một cái chị bán ở trong chung cư. Thay vì em mua trứng ở ngoài chợ thì em mua trứng cho một cái chị bán ở trong chung cư. Đúng không ạ? Thay vì em mua rau ở bên ngoài thì em mua rau một chị bán trong chung cư. Em mua nhiều rồi thì tự nhiên người ta sẽ, khi mà em mời người ta ủng hộ cái gì, người ta phải ủng hộ cái đấy các chị, bởi vì mình mua cho người ta quá nhiều rồi, đúng không nào? Thì mình bán cho những người mua hàng cho mình các chị, à mình bán cho những người bán hàng cho mình các chị, rất dễ. Cho nên cái việc mà bán hàng cho những ai nợ tiền cho mình này, nợ tình cảm của mình này, đúng không nào, hoặc quý mến mình, dễ không anh chị? Dễ không? Dễ nhỉ. Cho nên cái việc mà đi xin lộc với các chị, có ai mà tự nhiên khơi khơi đi xin lộc một cái người mà lâu nay không có liên hệ không ấy, xin lộc với những cái người mà họ thân cận các chị, lo mà mua đi, liệu mà mua đi, hôm nay tao mở hàng đấy, liệu mà mua đi các chị. Đúng không ạ? Có ai mà các anh chị mình nói được cái như thế không ạ? Nếu các anh chị không có ai để nói những cái điều như thế, chứng tỏ các anh chị mình đang nghèo nàn trong mối quan hệ. Đúng ạ? Thì các anh chị mình hãy làm giàu mối quan hệ của anh chị bằng việc để em giúp cho nhá. Ok không ạ? Chúng ta sẽ là một cái cộng đồng Dropy, không những chỉ bán hàng kiếm tiền mà là một cái cộng đồng tử tế các anh chị. Ok không ạ? Ok thì đánh ok các anh chị. Rồi, chúng ta cho thêm giá trị. Ví dụ, chẳng hạn như cái thời điểm Tết vừa rồi, em lọc lại những cái khách hàng VIP của em ạ, một năm mua cho em khoảng trên 30 triệu tiền hàng, em tặng quà người ta. Là em gom những cái sản phẩm mà em được tặng chẳng hạn, hay những cái sản phẩm mà em dùng không hết chẳng hạn, hoặc là những cái sản phẩm mà ví dụ chẳng hạn em đang dùng sản phẩm này rồi mà nếu mà để lâu quá nó hết hạn chẳng hạn, đúng không? Thì em nhắn ta cảm ơn chị đúng không ạ? Suốt một năm vừa qua đã ủng hộ cho em có món quà tặng chị coi như lời cảm ơn, và hy vọng chị sẽ cùng đồng hành với em trong thời gian tới, đúng không nào? Đấy, chứ không phải lúc nào mình cũng hăm hở mình đi xin đâu các anh chị, lúc nào mình cũng hăm hở mình đi nhận các anh chị, đôi lúc mình phải cho đi các anh chị. Hoặc là sao các anh chị, 12 giờ đêm căn cái giờ thời gian của khách VIP của mình đúng không ạ, mình vào Canva và mình làm cho người ta một tấm thiệp đẹp đẹp, viết cho những người ta vài dòng lời chúc các anh chị và gửi cho người ta đúng không ạ? 12 giờ đêm căn gửi cho người ta được không ạ? Dụng tâm đấy các anh chị, mình dùng từ dụng tâm có nghĩa là gì? Đặt cái tâm của mình vào trong đấy các anh chị. Thế nhiều khi người ta nói là gì, ông chồng của mình còn chả nhớ đến sinh nhật của mình, đang ngáy khò khò rồi mà tự nhiên bé Thủy nó bán hàng cho mình nhưng mà nó nhớ đến mình các anh chị, thì lúc này người ta sẽ nghĩ đến mình như một người bạn chứ không phải là một người bán hàng thuần túy nữa rồi các anh chị, đúng không ạ? Hay là thỉnh thoảng trong cái giỏ hàng của người ta các anh chị chẳng cần thông báo gì đâu, nhưng mà người ta nhận hàng, người ta mua một cái sản phẩm gì đó thôi, tự nhiên mình tặng thêm thỏi son, người ta mới nói là gì, ôi em ơi giao thừa hàng cho chị à? Không, em tặng chị đấy, đúng không ạ? Có phải người ta sướng không anh chị, đúng không ạ? Đấy, giống như ngày xưa em quản lý khách sạn cũng thế, em quản lý những cái khách sạn cơ sở vật chất rất bình thường, nhưng mà cái chất lượng dịch vụ và cái thái độ của nhân viên, thái độ của em, nó là những cái yếu tố giúp giữ chân khách hàng của em đến tận bây giờ, 3 4 5 năm người ta vẫn đã quay lại các chị, mặc dù là khách sạn xuống cấp rồi, họ vẫn quay lại, bởi vì họ cảm thấy là họ rất là thoải mái khi mà đến cái môi trường như vậy. Đó nè, quà tặng bất ngờ các chị, bây giờ có cái dịch vụ viết thiệp tay đấy các chị biết đến dịch vụ này chưa, đã bao giờ các anh chị mình thử chưa? Cho nên đôi khi là mình cần phải cho đi đã các chị,
Và cũng có một điều là đừng có bao giờ cứ lúc nào cũng bán hàng cho người ta thì mới liên hệ với người ta, còn không bán hàng cho người ta thì mất hút anh chị. À, cứ lúc nào mà nhắm nhắm là một tháng chắc là người ta sắp dùng hết sản phẩm rồi đấy, bắt đầu mới liên hệ để bán hàng. Chứ còn bình thường chẳng bao giờ cà phê cà pháo, bình thường chẳng bao giờ hỏi han, chẳng bao giờ nhắn tin, con người ta ốm cũng không hỏi một câu đúng không ạ, nhà người ta có hiếu hỉ cũng không, cũng không quan tâm, cũng không hỏi han gì, thì các anh chị mình không phải là một người bán hàng chuyên nghiệp đúng không ạ, và các anh chị mình sẽ không bao giờ bán được hàng bền vững đâu các anh chị, đúng không nào? Hãy thiết lập một cái mối quan hệ là bạn bè với họ, là tri kỷ của họ đúng không ạ, là thâm giao với họ thay vì chỉ là một người mua bán thuần túy. Bởi vì bây giờ sản phẩm tốt bên ngoài kia đầy đúng không ạ, sản phẩm của anh còn đầy sản phẩm tốt hơn, nhưng mà các anh chị mình tin không ạ, có những cái khách người ta nói là gì, dùng sản phẩm của mày là nó cũng chỉ tầm 8 điểm thôi, người ta chỉ thấy là một cái sản phẩm ngoài kia 9 điểm nhưng mà chị vẫn mua cho mày, bởi vì người ta quý mình nữa các anh chị. Ok em các anh chị nhé. Rồi, từ đó các anh chị mình khai thác hiệu quả cái nguyên tắc số 5. Nguyên tắc số 6 đó là sự đồng thuận các anh chị. Hôm nay sẽ để em xem nào. Không, chắc không cháy giờ đâu các anh chị. Nguyên tắc số 6 là sự đồng thuận. Các anh chị mình có nhớ nguyên tắc từ 1 đến 5 không ạ? Đánh lên trên không chat giúp em nào. Ai ai chép bài là nhớ ngay này. Ai ghi bài là nhớ biết ngay này. Đúng không ạ? Nguyên tắc số 6 là sự đồng thuận. Thế thì á, mỗi một người thì chúng ta sẽ có những cái quan điểm riêng và hệ quy chiếu riêng các anh chị. Đừng bao giờ các anh chị mình có một cái suy nghĩ là mình bắt ai đó phải nghe theo mình hay là áp đặt ai đó phải nghe theo quan điểm của mình các anh chị. Đúng không ạ? Có những người nói là gì ạ? Phụ nữ làm gì nhiều cho mình. Đúng không ạ? Đấy, lấy chồng ổn định, đẻ con là sướng rồi các anh chị. Có những người nghĩ thế là sướng, còn có những người nghĩ như thế là không sướng các anh chị. Các anh chị mình có ai đúng có ai sai không ạ? Có ai đúng có ai sai không ạ? Trái đúng trái sai cả các anh chị, hệ quy chiếu nó khác nhau thôi. Đúng không ạ? Đấy, thế cho nên để mà các anh chị mình thuyết phục được họ ấy, thì thay vào cái việc là đôi co hay là bắt họ phải nghe theo mình, các anh chị mình phải tìm ra cái điểm tương đồng trong quan điểm của cả hai. Có nghĩa là tại đây các anh chị mình phải trở thành đồng minh của họ chứ đừng trở thành kẻ địch của họ. Nếu mà họ đưa ra một cái quan điểm nào đó, các anh chị để ý xem ạ, những cái người mà có kỹ năng giao tiếp rất khéo léo thì họ sẽ khen xong đã họ mới chê. Ờ, anh mặc bộ này đẹp đấy, nhưng em nghĩ rằng bộ kia sẽ đẹp hơn. Đúng không ạ? Chứ không phải là gì, chả hiểu cái gu thời trang như nào bộ nay mà cũng mặc được, bắt đầu người ta có phải xù lông nhím lên không các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta phải làm đồng minh với họ thì lúc này người ta chỉ tâm sự và người ta chỉ mở lòng với đồng minh thôi, chứ không bao giờ người ta mở lòng với kẻ địch đâu. Cho nên các anh chị mình phải tìm cách để làm sao cái sự quy chiếu, cái hệ quy chiếu của chúng ta là ở trong cùng hệ quy chiếu. Ok các anh chị, tuyệt vời, chị Diễm Kiều học sinh giỏi. Ok chưa các anh chị? Đó thì phải dựa vào cái điểm tương đồng các anh chị nhé. Làm thế nào để đưa ra cái điểm tương đồng? Ví dụ họ đang dùng cái sản phẩm trắng da bên ngoài kia, họ dùng cái sản phẩm nám bên ngoài kia đúng không ạ? Họ đang rất là tâm đắc sản phẩm đó, mà một khi các anh chị nhảy vào, các anh chị mình chê là các anh chị chết rồi đúng không ạ? Các anh chị chê nghĩa là các anh chị mình nói với người ta là gì, họ không tiêu dùng thông thái gì đúng không ạ? Các anh chị mình nhảy vào, các anh chị chê là tự nhiên là họ họ bị tự ái không ạ? Cái lòng tự tôn của họ nó trỗi dậy. Thế lúc này chỉ việc của họ là gì ạ? Xù lông nhím lên thôi các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên các anh chị mình phải biết cách để lấy được cái sự đồng thuận của khách hàng các anh chị nhé. Rồi, thì để khai thác hiệu quả này, chốt này. Gắn quan điểm của chúng ta tương đồng với quan điểm lập luận suy nghĩ của khách hàng. Ok chưa anh chị? Ví dụ họ nói là ôi dồi đợt này chị có nhiều thứ phải tiêu lắm em ơi, không có tiền để mua đâu. Mà lúc này các anh chị mình nói là dồi chị đi, cứ vơ vịt, chị thì đầy tiền đúng không ạ? Đó là một cách nhé, đó là cái cách mà chúng ta muốn lựa chọn trở thành kẻ thù của khách hàng. Nhưng mà các anh chị mình nói là gì, công nhận chị nhỉ, đợt này công nhận kinh tế quá khó khăn mà em thấy chị vẫn quá siêu, vẫn lo chu toàn cho gia đình hai bên đúng không ạ, con cái vẫn ngon lành đúng không anh chị? Đấy, bắt đầu là họ sướng. À, chị giỏi quá mà, kinh tế khó khăn mà chị vẫn giỏi quá mà, đúng không anh chị? Đấy, ví dụ như thế các anh chị nhé. Chứ còn các anh chị mà mình lựa chọn trở thành hai chiến tuyến của khách hàng là vứt các anh chị. Ghê chưa? Mình phải đồng cảm với họ. Ok các anh chị nhé. Mình phải lấy được tình cảm của họ các anh chị. Mình hiểu được những cái gì họ đang trải qua. Khi mà họ nói một, các anh chị mình phải dựa cái vào cái sự thông minh sắc sảo của các anh chị. Dựa vào cái sự quan sát của các anh chị mình phải hiểu 10 cơ. Khi mà họ nói ra một cái điều thì trong cái trong bên bên trong này của các anh chị mình phải tua nhanh. Mình xem là thông qua những cái điều họ nói, những cái gì có thể xảy ra với họ. Để các anh chị mình thu thập thông tin nhé, càng nhiều thông tin các anh chị mình càng dễ để các anh chị mình đưa ra được những cái tư vấn phù hợp các anh chị. Rồi mình sẽ hòa nhịp với cảm xúc của họ và khéo léo quay lại vòng lặp và chốt đơn các anh chị nhé.
Chứ nhiều lúc là bắt đầu sắn quần sắn áo lên ngồi chém gió đến tận 2 giờ chiều. Ngồi từ 10 giờ sáng ngồi đến tận 2 giờ chiều vẫn chém gió, vẫn chưa thoát được ra khỏi vòng chém gió, không chốt được đơn anh chị. Ok anh chị nhé. Cho nên là nhiều trường hợp là sao ạ? Ngày xưa em có bị một trường hợp đó là gì ạ? Chốt data anh chị, chốt một lúc thành ra người ta quay sang tán mình anh chị. Hỏng. Đúng không anh chị? Thế thì làm sao anh chị? Chúng ta phải khéo léo. Ok là trong cái biên đúng không ạ? Khi chúng ta bán hàng đường thẳng ấy ạ, chúng ta sẽ có biên nội dung và biên thiện cảm đúng không anh chị? Khi mà cái biên nội dung mà nó bắt đầu nó chuẩn bị gãy rồi thì chúng ta phải khéo léo lái nó về biên thiện cảm đúng không anh chị? Để cho người ta không có bị sợ chạy mất dép đấy anh chị. Đúng không nào? Nhưng mà lái nó về bên thiện cảm thì khi nó vừa phải rồi thì chúng ta lại quay lại để mình chốt hàng, chốt đơn các anh chị, nhưng mà không để cho nó bứt phá khỏi cái vòng thiện cảm. Nó bắt đầu là gì? Tâm sự về chồng, tâm sự về con, tâm sự về đủ thứ các anh chị nhé. Đó, thì các anh chị mình biết là sao? Miễn từ điểm A đến điểm B, điểm B là điểm chốt đơn. Các anh chị mình đi đường thẳng được thì càng tốt, một phần lớn nó không có đi đường thẳng đâu. Đi đường thẳng thì chỉ có mỗi cái công việc của những cái bạn thu ngân ở siêu thị, lương rất là thấp, bởi vì sao ạ? Họ đâu phải làm gì đâu các anh chị. Đừng tính tiền thôi. Cho nên công việc của chúng ta được trả rất là cao mà, 30 tới 45% mà các anh chị. Thì làm sao ạ? Cái quá trình chốt đơn nó là cả một cái quá trình các anh chị. Nó đi vòng vo này này các anh chị này. Làm sao các anh chị mình khéo léo, các anh chị mình đưa được khách hàng đến cái điểm chốt đơn là ok. Được chưa? Đấy. Rồi, phải khéo léo quay lại vòng lặp để chốt đơn nhá. Vẫn phải quay lại để chốt đơn, không chốt đơn là vứt các anh chị. Ok chưa? Rồi. Nội dung tiếp theo là nguyên tắc số 7, sự yêu mến các anh chị. Có phải chúng ta ai cũng muốn được mọi người yêu mến và chúng ta thường đồng tình với những người mà chúng ta thích không? Có phải không ạ? Các anh chị mình có thích em không ạ? Có đồng tình với những điều em nói không? Đúng không các anh chị? Đấy, thì thường là chúng ta sẽ đồng thuận với những người mà chúng ta thích. Và những cái người mà thật giống mình nói đấy, thương nhau thì thương cả đường đi, mà ghét nhau thì ghét cả tông chi họ hàng đấy các anh chị. Đúng không ạ? Ghét thôi thì thở thôi đã ghét rồi các anh chị. Đúng không nào? Đấy, ghét thôi thì thở ra cũng đã ghét rồi. Cho nên là sao các anh chị? Mình phải làm gì? Bạn nếu mà các anh chị mà là em đúng không ạ? Thì các anh chị mình có dồn hết tâm lực vào việc để khiến khách hàng yêu mến mình không? Có thì đánh số 1, mà không thì đánh số 2 ạ. Cảm ơn chị Thăm. Các anh chị mình có dồn hết tâm lực vào cái việc là để cho khách hàng yêu mình không ạ? Có, đánh số 1, mà không thì đánh số 2. Có người đánh số 2 này. Có không ạ? Đâu ạ? À? Bao nhiêu người đánh số 1? Zoom của mình vẫn còn ba gần 300 anh chị cơ mà. Đâu hết rồi? Mọi người đâu hết rồi? Nếu các anh chị không đồng ý thì các anh chị đánh đánh 2. À, phần lớn các anh chị đánh số 1 đúng không ạ? Thế thì liệu có cách nào hay ho không các anh chị? Vào bẫy của em rồi. Vào bẫy của em rồi. À, có cách nào hay ho không các anh chị? Đố ai trả lời được câu này? Ai trả lời được câu này là em tặng như một phần quà là trên trên 1.000 và dưới 1 tỷ. Có ai không ạ? Có ai có câu trả lời khác không ạ? Có cách nào hay ho hơn việc là khiến cho khách hàng là mình sẽ rất là yêu mến khách hàng của mình? Có cách nào hay ho không anh chị? Có không ạ? 30 giây nữa. Tùy theo khách hàng, thấu hiểu khách hàng. Có cách nào không ạ? Không ạ? À? Cách duy nhất thôi ạ. À? À, xem nào, còn ai có câu trả lời không ạ? Biến khách hàng thành người thân, gặp là hôn. À, đây ạ. Cách hay ho hơn này các anh chị này. Đó là theo nhà tâm lý học Robert Cialdini các anh chị. Làm cho khách hàng yêu mến bạn là một cách rất tuyệt vời để thuyết phục họ mua hàng, nhưng đó không phải là cách hay nhất các anh chị. Đúng không ạ? Nếu mà các anh chị mình cứ tìm cách để cho khách hàng thích mình mà bỏ quên đi một nguyên tắc cốt tử, đó là gì các anh chị? Đó là cái gì các anh chị? Làm cho khách hàng tin rằng mình yêu mến họ. Thể hiện với khách hàng rằng tôi yêu mến anh. Thay vì cái việc là gì ạ? Đi bắt họ. Mình đâu có làm được cái việc là gì ạ? Người ta đâu ạ? Mình đâu có bắt người ta thích mình được đâu các anh chị. Nhưng mà mình có thể khiến cho người ta cảm thấy là mình thích họ, mình tốt với họ, mình yêu mến họ các anh chị. Thì đó là cái cách tuyệt vời hơn. Các anh chị mình đồng thuận với em chỗ này không ạ? Có anh chị nào có ý kiến khác không ạ? Đồng thuận thì anh giúp em số 6 nào. Thay vì chúng ta tìm cách để khách hàng yêu mến mình thì chúng ta thể hiện rằng tôi đang rất yêu mến anh. Đúng không ạ? Ok chưa anh chị? Rồi. Tuyệt vời ạ. Rồi, nguyên tắc số 8 các anh chị, hãy luôn luôn cho khách hàng thấy rằng mình rất tử tế với họ, mình rất yêu mến họ.
đúng không ạ, mình tốt với họ đúng không ạ. Ok chưa các anh chị nhé? Rồi, nguyên tắc số 8 là đánh vào tư lợi cá nhân các anh chị. Trời không vì mình thì người không vì mình thì trời tru đất diệt các anh chị. Câu này của ai các anh chị biết không ạ? Câu này của ai ạ? Người không vì mình trời tru đất diệt, câu này của ai ạ? Câu này của ai các anh chị? Tào Tháo, chính xác. Câu này của Tào Tháo các anh chị. Thế thì á, họ sẽ luôn luôn đặt ra một cái câu hỏi trong đầu, cách chị mình có nói dời nói bể gì họ cũng sẽ luôn luôn có bài toán ở trong đầu họ, đó là gì? Tôi được gì? Tôi được gì nếu như tôi mua hô hai hộp release YC thay vì mua một hộp? Các anh chị mình đang là user mới thì các anh chị mình được cái chương trình đó là gì ạ? Mua hai hộp release YC được tặng một hộp đúng không ạ? Dùng chính cái đó mà chốt đơn các anh chị. Đúng nào? Các anh chị mình được à đâu, mua một là mua hai release YC được tặng một hộp thì chỉ được một đơn. Còn nếu mà mua một release YC được tặng một episode thì được ba đơn. Đúng không ạ? Thì các anh chị mình tận dụng cái đó mà các anh chị chốt đơn cho khách. Các anh chị mình bây giờ là user mới, các anh chị mình quá hời luôn. Ngày xưa bọn em làm gì có mấy cái này. Đúng không ạ? Cho nên các anh chị mình đang tận dụng cái chương trình này của Phú Thái và các anh chị mình chốt luôn đi, một hộp episode là 1.288.000, các anh chị được tặng luôn một hộp một hộp release YC 1.288.000 trừ đi khoảng 35%, đúng không ạ? Cộng thêm các anh chị mình được tặng 390.000 một hộp episode nữa các anh chị, mà được tặng hẳn, được đặt hẳn 3 lần. Tuyệt không ạ? Xin lỗi ạ. Mà các anh chị mình không có tận dụng nữa thì các anh chị mình không phải là người tinh doanh kinh doanh rồi. Ok chưa các anh chị? Rồi. Tận dụng cái này để mà các anh chị mình chốt đơn. Đúng không ạ? Chị ơi, trời ơi, chưa bao giờ em thấy có khuyến mãi đỉnh như thế này đúng không ạ? Đấy, đó là mua một release YC được tặng một infoshop. Thường những cái người có vấn đề về da này, da rẻ không đẹp, da rẻ nám thì thường là có vấn đề cả liên quan nội tiết tố luôn. Em bị nội tiết tố này em biết. Đúng không các anh chị? Tôi được gì nếu mà tôi mua ngay bây giờ? Họ có thể đợi, nhưng mà nếu họ mua ngay bây giờ thì họ được tặng thêm một hộp infoshop. Đúng không các anh chị? Đó, nếu mà họ đợi, họ có thể đợi, nhưng mà nếu mà họ đợi thì họ sẽ không được da đẹp trong vòng 2-3 tháng tới nữa. Có nghĩa là nào cũng phải mua. Tại sao anh không mua bây giờ? Đúng không các anh chị? Đằng nào anh cũng phải mua mà. Ok không ạ? Tôi được gì nếu mà tôi mua của anh chứ không phải mua của người khác? Nhiều người sẽ hỏi là gì? Tôi được gì nếu mà tôi kinh doanh cùng với anh mà không phải kinh doanh cùng người khác gì? Tôi được gì nếu mà tôi mua của anh không phải mua của người khác? Thì các anh chị nói luôn gì? Mua của người khác thì nhiều khi là sao ạ? Họ bán xong thôi, chả biết đấy là ai. Nhưng mà anh mua của em là gì? Em là của anh 24/7. 12 giờ đêm gọi cho em cũng được. Các anh chị. Đấy, tôi được gì nếu mà tôi trở thành đối tác của Shopee? Đó, thì các anh chị mình hãy giải đáp những cái khúc mắc này cho người ta, giải đáp những cái vấn đề này cho người ta, càng thuyết phục đúng không ạ? Càng cho người ta thấy được người ta được lợi, càng cho người ta thấy là người ta thắng lớn là các anh chị mình thắng. Đúng không nào? Thì khi mà các anh chị mình tư vấn thì làm sao mà phải là giải pháp win-win, hai bên cùng có lợi thì lúc đó mới là thắng các anh chị nhé. Ok chưa? Em hay đùa các anh chị nhé, em không biết thì nhiều khi anh chị có biết em đang đùa không. Chắc là mình để ca như này là chắc là mình biết đùa rồi đúng không ạ? Rồi đến nguyên tắc số 9 này các anh chị này, đó là sự khan hiếm và tính cấp thiết các anh chị. Nào, lại tiếp tục đánh vào cái tâm lý chung của con người thôi, luôn muốn tìm kiếm cái mới, khao khát vô tận về những thứ mình không thể có được các anh chị. Đấy là lý do tại sao một cái trong chán ngoài thèm đấy ạ. Đúng không ạ? Mình đang làm công việc rất là ngon lành rồi, người ta rất là muốn vào nhưng mà mình chỉ có muốn ra các anh chị, đúng không? Có phải thế không ạ? Vợ của mình thì ai, nghĩa là gì ạ? Khi mà mình nhìn vợ của người khác thì đang có một người đàn ông khác nhìn vợ của mình, đúng không các anh chị? Ai cũng thế, cũng nào cũng chỉ có muốn được thêm, không muốn mất đi các anh chị. Đúng không ạ? Và thường thường là hay khao khát những cái thứ mình không có được, phải không các anh chị? Thế cho nên ấy, các anh chị mình phải đẩy cái độ khan hiếm và tính cấp thiết lên. Ví dụ chẳng hạn đặt trên bàn, đúng không ạ? 10 người chỉ có một hộp release YC thôi, tranh nhau mua, bán 1,5 triệu cũng mua. Đúng không anh chị? Đấy. Hay là sao ạ? Thời điểm đỉnh Covid ấy các anh chị. 300.000 hộp khẩu trang mua không? Anh không mua, tôi bán cho người khác. Đúng không anh chị? Ra siêu thị mà ra muộn cái là chả còn gì để mua. Đúng anh chị, mì tôm chả có. Đúng không nào? Thế thì các anh chị mình á, bình thường á, ví dụ chẳng hạn như cái chương trình này. Chương trình này là rất ok này, 28 tháng 4 đến 29 tháng 4 là cái thời gian flash sale, nó chỉ tính trong đúng 24 giờ thôi. Chứ còn nhiều anh chị là hay lắm, nhà cung cấp đẩy ra cái banner như này thường á, nếu mà nhà cung cấp đưa ra cái banner như này em về em sẽ rất là khéo, em sẽ vào Canva các anh chị em sửa cái này đi. Người ta để từ 28 tháng 4 đến 28 tháng 5 thì em để 28 tháng 4 đến 29 tháng 4 thôi xong mới gửi cho khách. Thì khi mà các anh chị mình để cho người ta thấy là gì, ôi giời còn hẳn một tháng nữa để mua thì cái tính cấp biết, cấp bách nó có không các anh chị? Hoặc là người ta nói làm sao ạ? Có 500 suất cho 500 người đầu tiên
thì các anh chị đang ở trong cộng đồng Dropy 500 suất thì đôi khi là chúng ta giành nhặt giật nhau là hết. Nhưng mà nếu các anh chị mình chia ra cho khách chẳng hạn, đúng không ạ? Người ta nói là ui dồi ôi, 500 suất cơ mà, bán bao giờ mới hết? Đúng không các anh chị? Thì các anh chị mình phải đẩy cái tính khan hiếm và sự cấp thiết lên. Đúng không? Họ vừa mới đi biển về, đúng không các anh chị? Họ vừa mới bị da, họ vừa mới bị tàn phá về thì phải dùng Relic YC ngay để ổn định lại da, để làm sáng lại da, đúng không ạ? Đấy, để chống nắng, để phục hồi da, đúng không các anh chị? Đấy, phải đẩy cái độ cấp thiết lên. Hay là bình thường chẳng hạn như cái thời điểm mà người ta hay đi hay đi du lịch đấy các anh chị, thì người ta rất là thích mua maxi, rất là thích mua kem chống nắng, đúng không các anh chị? Thế cái tính cấp thiết nó thời điểm đấy mà các anh chị mình bán hàng mà các anh chị mình không đón đầu xu thế là các anh chị mình hỏng, đúng không ạ? Thế thì ạ, những cái từ khóa để mà các anh chị mình đẩy cái tính cấp thiết và khan hiếm này lên đó là gì? Nhanh tay, chỉ duy nhất thôi, chỉ còn 5 suất thôi, đúng không ạ? Cơ hội có 102, ân hận khi lỡ, em đang giữ cho chị, em đang giữ tạm cho chị, hay là để em xin cho chị, đúng không nào? Hay là trời ơi, chưa bao giờ em thấy có cái chương trình như thế này, đúng không các anh chị mình phải thể hiện cái sự hào hứng vào. Ok không các anh chị? Rồi, các anh chị mình nắm được cái nguyên tắc số 9 này chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến nguyên tắc số 10 và chúng ta sẽ khép lại lại cái buổi trưa ngày hôm nay các anh chị nhé. Nguyên tắc số 10 đó là gì ạ? Đẳng cấp các anh chị. Mọi người sẽ tiếp tục lại nghi thường nghe theo lời khuyên của những người chuyên gia, những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực mà họ đang muốn tìm hiểu các anh chị. Có phải là khi mà các anh chị mình đi đi khám bác sĩ, các anh chị ôi giời buồn cười lắm, em kể các anh chị nghe câu chuyện này, không biết các anh chị mình muộn chưa? Chưa muộn, mới 1:30 mà các anh chị kể, các anh chị không nghe câu chuyện này ngày xưa ấy, khi mà bố em mới đi viện ấy. Thấy các bạn thực tập viên đấy các anh chị, để ở bệnh viện Bạch Mai ấy, cứ đến kỳ tháng 5, tháng 6 là hay ốm, các bạn thực tập sinh rồi đi vào, ngày xưa không biết gì, các anh chị cứ thấy càng đông bác sĩ vào thì càng sướng. Anh chị biết là các bạn thực tập sinh vào làm gì không ạ? Đã đau gần chết rồi xong vào ấn, đau không bác, mệt không bác, đau không bác anh chị, nhưng mà vẫn rất là hợp tác, rất là nhiệt tình các anh chị. Mẹ em vẫn hợp tác, rất là nhiệt tình, nhưng mà về sau biết là các bạn là thực tập sinh ấy, anh chị, năm nay này, năm nay đi viện biết các bạn thực tập sinh thì bắt đầu làm sao không 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 như thế nữa các anh chị. Đó, thế thì các anh chị mình hình dung là gì ạ? Khi mà chúng ta đau ốm chúng ta đi viện ấy, bác sĩ nói là gì ạ? Không sao đâu thì vui vẻ không sao đâu, đúng không ạ? Nhưng mà bác sĩ nói là gì ạ? Ôi dồi ôi, gia đình chuẩn bị tinh thần thì là chuẩn bị tinh thần, đúng không anh chị? Phải chuyên gia nói mà. Đúng không ạ? Đấy, cho nên á, khi mà các anh chị mình kinh doanh Dropy chẳng hạn, hay là kinh doanh sản phẩm phụ thái chẳng hạn, thì các anh chị mình tìm hiểu xem là có những cái đòn bẩy gì. Ví dụ chẳng hạn cái việc các anh chị mình đăng bài, thì chúng ta sẽ đẩy được rất là mạnh cái tính chuyên gia của chúng ta bằng việc là chúng ta có những cái chương trình tọa đàm với bác sĩ này, đúng không nào? Với phó giáo sư tiến sĩ Trần Anh Vũ chẳng hạn này, đúng không nào? Hay là cái sản phẩm của chúng ta là có gương mặt thương hiệu là Nguyễn Cao Kỳ Duyên này các anh chị này, đúng không ạ? Đấy, hay là cô phó giáo sư tiến sĩ Trần Anh Vũ này các anh chị đó, cô chắc là idol của rất là nhiều người trong kinh doanh Dropy rồi, đúng không ạ? Phó giáo sư tiến sĩ và là giảng viên đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh các anh chị nhé. Đó, các anh chị mình vào cộng đồng Dropy thì các anh chị mình được tiếp xúc với những cái người mà thực sự rất là tầm cỡ các anh chị, gây chưa? Đó, tiếp theo nữa là cái hành trình thành lập của công ty thì các anh chị cũng phải nắm, là công ty chúng ta là công ty dược phẩm mà các chị, công ty dược phẩm Phú Thái, các chị lên mạng các chị search, đúng không ạ? Đó thì cái hành trình là gì ạ? Người ta đã tồn tại và phát triển trên 10 năm rồi, đúng không ạ? Đó thì các anh chị mình lấy thêm những cái thông tin này, các anh chị mình tải thêm những cái tài liệu như thế này để cho họ biết là gì ạ? À, tôi bán hàng là tôi phải có tìm hiểu kỹ lưỡng về hàng hóa của tôi, đúng không ạ? Đúng, các anh chị, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm là sản phẩm xuất xứ từ Ấn Độ đấy các chị nhỉ? Được công bố chất lượng bởi Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế Việt Nam này các chị, đúng không ạ? Đó thì các anh chị mình đòn bẩy thêm cái tính chuyên gia này nữa lên. Rồi, đấy là nội dung trong buổi ngày hôm nay. Ok chưa? Rồi, các anh chị mình lưu ý 10 cái điều như thế này. Các anh chị mình tâm đắc với khoảng tầm 3 điều, các anh chị mình lặp đi lặp lại cho em. Và khi các anh chị mình làm ấy, lưu ý giúp em là các anh chị mình thực hành. Thực hành xong các anh chị mình thấy là cái nào hiệu quả thì các anh chị mình nốt lại. Thì cả đó nó sẽ là một cái trong những cái thế mạnh của các anh chị. Đôi khi có những người thì mình sẽ cảm thấy cái thế mạnh của cái về 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 cái lĩnh vực này nó phù hợp với mình các anh chị. Có nghĩa là gì? 10 cái mẹo này có thể là 3 mẹo rất phù hợp với anh chị này, ba cái rất là phù hợp với anh chị kia, đúng không ạ? Thế thì một cái tiên quyết đó là các anh chị mình cứ tin vào sản phẩm của mình. Đôi khi là em thấy có rất là nhiều anh chị vào kinh doanh Dropy, họ cũng chẳng có ăn nói khéo léo gì đâu các anh chị, nhưng mà họ cứ dùng sản phẩm xong họ thích, họ tin là họ chia sẻ là họ bán thôi các anh chị. Đôi khi lại cứ mồm mép quá thì cũng chẳng chẳng bằng cái việc là chúng ta cứ trải nghiệm sản phẩm, chúng ta chia sẻ rất là thật các anh chị. Đôi khi cái sự chân chất, sự thật của các anh chị cũng sẽ có một cái tệp khách hàng họ 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 tin tưởng.
Đúng nào. Đó, thế thì ngày hôm nay thì một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị. Mình đã có mặt trong cái buổi ngày hôm nay và bây giờ xin phép chắc được được sẽ trả lại mic cho MC của chúng ta để xem là MC sẽ thông báo cho các anh chị một số những cái chương trình hỗ trợ của nhà phát triển sản phẩm Phú Thái cho các anh chị trong cái thời điểm kinh doanh này các anh chị nhé. Thế cho nên cái việc mà chúng ta kinh doanh bằng trải nghiệm các anh chị, chúng ta đằng nào chúng ta có nhu cầu. Đúng không ạ? Thì các anh chị mình hãy 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 nếu mà các anh chị thực sự tin tưởng cái sản phẩm này, các anh chị không trải nghiệm cũng được thôi. Nhưng mà cái hành trình các anh chị mình kiếm được 10 triệu tiền hoa hồng hay là 20 triệu tiền hoa hồng nó rất là lâu. Đúng không ạ? Bởi vì các anh chị mình đi mượn trải nghiệm mà. Khi các anh chị mượn trải nghiệm, các anh chị mình biết là uống cái Relic YC nó chua như nào, nó ngọt ra làm sao không? Uống với bao nhiêu nước là vừa không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Thì cho nên là nhiều khi cái trải nghiệm mà các anh chị đi mượn nó rất là mơ hồ. Đúng không ạ? Cho nên các anh chị mình đã kinh doanh nghiêm túc, chúng ta không phải bỏ vốn nhập hàng rồi. Đúng không ạ? Chúng ta không cần phải đóng gói, không phải ship hàng, không phải làm rất là nhiều thứ rồi, cho nên ít nhất chúng ta phải có cái tư duy là chúng ta cần phải trải nghiệm sản phẩm để có được một cái kết quả, sau đó chúng ta đi chia sẻ cái câu chuyện của mình thôi. Ok, rồi cảm ơn nhà phát triển sản phẩm Phú Thái và cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt đến tận bây giờ trong cái buổi ngày hôm nay của chúng ta. Chúc tất cả các anh chị mình có được những giá trị tốt đẹp các anh chị nhé. Chúc tất cả các anh chị mình bạo đơn và tốc chiến lọt top 500. Ok, cảm ơn các anh chị. Chào tạm biệt mọi người. MC ơi, có đây chưa? Em đang đợi đây. Dạ vâng, em xin đại diện tất cả các anh chị trong Zoom thì xin gửi lời cảm ơn đến mentor 3 sao chị Dương Thủy đã hỗ trợ các chị, chúng ta đã ghi đầy đủ được 10 điều chưa ạ? Nếu như các anh chị nào chưa ghi đầy đủ 10 điều thì chúng ta có thể học lại buổi Zoom này bởi phía nhà cung cấp Phú Thái, và bây giờ thì trong 10 điều đấy thì có đúng là một điều là điều biết ơn đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gửi những lời cảm ơn, lời biết ơn đến sự chia sẻ rất là nhiệt tình của mentor của chúng ta, đã giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn về những cái cách bán hàng. Và ngay bây giờ thì cũng như chị Dương Thủy còn nói thì bây giờ Minh sẽ xin phép đại diện, đó chính là mang đến cho các anh chị đó chính là chương trình khuyến mại từ phía BDB Phú Thái. Đầu tiên thì chúng ta có một chương trình khuyến mại mới cho đối tác mới, và các anh chị để ý ở đây là như chị Dương Thủy cũng nói là mua một hộp Relic YC thì sẽ tặng một hộp AirPods, và mua hai hộp Relic YC sẽ được tặng một hộp Relic YC. Và cái chương trình này thì tất cả các thông tin của chương trình thì chúng ta sẽ vào trong nhóm Zalo của phía nhà cung cấp Phú Thái để chúng ta để ý những thông tin và những lưu ý chi tiết ạ. Và ngoài ra thì bây giờ chúng ta có thêm đó chính là một chương trình khuyến mại. Ở đây thì có những chương trình khuyến mại thì mình xin nhắc lại, đó chính là chỉ còn đến ngày mùng 7 tháng 5 là chương trình khuyến mại này kết thúc, và toàn bộ những cái thông tin chi tiết này như là chúng ta mọi người để ý là mua dòng sản phẩm, mua hộp Revisi sẽ được tặng một hộp Evershop, và những cái mua những ba sản phẩm sẽ được tặng sản phẩm gì thì mọi người sẽ để ý ở trong khung ảnh, và đặc biệt là chúng ta lấy ảnh này về gửi về cho Zoom đội nhóm, và đặc biệt là tận dụng những ngày cuối cùng của khuyến mãi vì chỉ đến 24 giờ ngày mai thôi là những chương trình khuyến mãi đến từ phía nhà cung cấp Phú Thái sẽ kết thúc, nên là chúng ta sẽ tận dụng chương trình này. Và ngoài ra thì chúng ta có thưởng khi các anh chị tham gia, và đặc biệt là mọi người để ý link form tham gia 90 ngày tốc chiến cùng nhà cung cấp Phú Thái thì chúng ta sẽ điền thông tin của mình vào link đăng ký tham gia để chúng ta được hưởng những phần quà rất là lớn từ phía cung cấp nhà cung cấp Phú Thái. Và chương trình chúng ta có chương trình thưởng tốc chiến cho tháng 5 và tháng 6, tháng 7. Và những cái thông tin này thì ở những cái buổi Zoom thì đã nhắc đến cho mọi người là thể lệ tham gia, và đặc biệt là những cái chương trình này thì giải nhất và giải nhì nó như thế nào thì chúng ta sẽ đọc chi tiết, và đặc biệt là khích lệ những cái thành viên gửi về cho những thành viên trong nhóm nhà mình để chúng ta cùng nhau tham gia một mùa tốc chiến hiệu quả. Và ngoài ra thì chúng ta có đó chính là một chương trình tối ngày hôm nay cũng được tổ chức bởi phía BDB Phú Thái, và bây giờ thì Minh sẽ share cho mọi người. Tối ngày hôm nay thì các anh chị đều biết là bây giờ video đều tiếp cận hỗ trợ chúng ta việc bán hàng rất là dễ, nên là tối ngày hôm nay thì phía nhà cung cấp Phú Thái đã tổ chức cho chúng ta là chiến lược video tiếp cận khách hàng vào thời gian đó chính là 7:30 19 giờ đấy ạ. Và tối ngày hôm nay các anh chị mình sẽ tham gia trong nhóm và gửi thêm về cho đội nhóm để chúng ta cùng nhau vào, và cái chương trình này sẽ hỗ trợ mọi người làm sao chúng ta biết cách làm video và tạo ra những cái video để giúp cho chúng ta tiếp cận cái tệp khách hàng xung quanh của mình qua trang mạng xã hội, ngoài cái việc mà chúng ta bán qua mối quan hệ thì chúng ta có thể mở rộng thêm đó chính là bán qua mạng xã hội. Và mọi người lưu ý chương trình tối ngày hôm nay 7:30 ạ.
Rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã đồng hành và đã tham gia Zoom từ phía nhà cung cấp Phú Thái và Minh Minh, đặc biệt là phía nhà cung cấp Phú Thái xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị đã và đang tham gia và đang đồng hành với những cái dòng sản phẩm cực kỳ đặc biệt từ phía BIDV Phú Thái. Và ngoài ra thì mọi người nhớ là chúng ta sẽ tham gia và sẽ theo dõi những thông tin chi tiết ở những cái nhóm Zalo, và nếu như trong xuyên suốt cái buổi chương trình và trong cái quá trình mà khách hàng sử dụng có bất cứ câu hỏi nào thì chúng ta cũng sẽ vào đấy để đội ngũ bên phía nhà cung cấp Phú Thái có thể hỗ trợ các anh chị chuyên sâu và chi tiết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một cuối tuần tốt lành ạ. Xin chào tất cả các cô chú anh chị ạ.